Trước khi tiếp tục, hãy cùng ghé thăm Sama Shop, shop chuyên bán poster và các dụng cụ học tập hình anime, sản phẩm đa dạng mẫu mã, chất lượng thì khỏi bàn. Đặc biệt đang có rất nhiều voucher giảm giá ở link phía bên dưới. Anh em hãy nhanh tay để nhận được nhiều mã giảm giá siêu hời nhé! Kunichiwa, đến hẹn lại lên hôm nay tôi tiếp tục mang tới cho anh em một siêu phẩm chuyển sinh vô cùng xịn sò con bò. Không giống như các nam chính khác chuyển sinh thành những người bá đạo, lần này nam chính Machio Hiraku của chúng ta sau khi qua đời vì bạo bệnh, anh chỉ xin phép được làm một anh nông dân quen sống một cuộc đời bình dị an ổn không bon chen với đời. Còn diễn biến sau khi chuyển sinh anh sẽ gây dựng cuộc đời phú nông của mình như thế nào? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé ghét Go. Mở đầu bộ phim nam chính Machio Hiraku hiện nay đang có một cuộc sống tươi đẹp như hoa với các cô hầu gái xinh đẹp. Không những thế khi anh đi ra ngoài còn có thêm các em xinh tươi với nhiều chủng tộc khác nhau quây quần bên cạnh. Những ngôi làng giản dị bình yên, ngày ngày vang vọng những tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ, Hiraku cảm thấy rất hài lòng với cuộc đời như mơ hiện tại. Tuy nhiên đó chỉ là những gì sắp xảy đến thôi, chứ hiện tại Hiraku đã nào có thời gian mà gây dựng lên được sự nghiệp đồ sộ đó. Machio Hiraku trong kiếp trước là một người bình thường không thể bình thường hơn, mà còn phải sống một cuộc đời vô cùng lâm ly bi đát. Vừa bị bạn bè phản bội còn vừa mắc bệnh nan y và đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 39. Xót thương cho số phận hầm hiu của anh giai thượng đế liền ban cho anh một cơ hội khác chuyển sinh làm lại cuộc đời. Vì kiếp trước nửa cuộc đời phải nằm trên giường bệnh, nên Hiraku kiếp này chỉ mong có một thân thể khỏe mạnh và có sức mạnh để thực hiện ước mơ bình dị làm một anh nông dân nuôi cá trồng rau đặc biệt với cái tính hướng nội anh mong lãnh địa mới của mình sẽ là một nơi ít người qua lại cứ như vậy mong muốn của anh hoàn toàn được thượng đế đáp ứng không những thế ông còn bonus cho anh năng lực mang tên nông cụ vạn năng để anh thỏa sức với đam mê úm ba la xì bùa ba la úm chỉ bằng một nốt nhạc hiraku thấy mình tỉnh dậy trong khu rừng nhìn rất quen nhưng mà chưa gặp bao giờ đáng nói hơn việc được cử động trong một thân thể khỏe mạnh như thế này là cảm giác rất lâu rồi thánh chỉ biết ước mà không thể có được Hiraku nhìn qua nhìn lại phát hiện chỗ này đúng chuẩn địa hình khỉ ho co gáy khan hiếm người qua lại giống với mong ước khi ấy của anh. Hơn nữa với bộ đồ trên người như này trông anh không khác gì một anh nông dân hàng Rian chính hiệu rồi đó nha. Không lâu la trần trừ nữa thanh niên bắt tay ngay vào việc tác nghiệp với đam mê làm nông của mình. Đầu tiên anh thử sức xem nông cụ vạn năng là như thế nào. Bất ngờ chưa ông già một cái quốc cứ thế theo suy nghĩ của anh lập tức xuất hiện trên tay. Không chỉ có tài biến hóa như thần ngay cả sức mạnh của anh cũng tăng vọt. Vì hiện nay dù anh có quốc bao nhiêu đất sức lực vẫn sung như lúc mới bắt đầu hiraku phát hiện ra đất ở đây khá tơi xốp hoàn toàn thích hợp cho việc cuốc đất trồng rau lo trong rừng có sự hiện diện của thú giữ nên việc tiếp theo anh cần tìm một chốn nương thân trước đã cuối cùng trong khu rừng toàn cây là cây thế này anh quyết định chọn cái cây cổ thụ to trà bá này để làm căn cứ bí mật xong xuôi hiraku muốn tìm cái gì đó lót dạ nhưng với khu rừng không có gì ngoài lá cây thế này anh không biết nên đi đâu tìm lương thực nữa khó quá thì ta làm sau hiraku đổi hướng anh đào lấy một mạch nước thanh bắt đầu dùng hai cành cây dò tìm mạch nước theo lời của các cụ truyền lại tuy nhiên hình như ở thời đại này nó hoàn toàn vô tác dụng hiraku có thể biến tiếp ra một cái sẻng để tiếp tục lao động chân tay bởi vì máy cẩu máy xúc nông cụ vạn năng lại méo biến ra được thế nó mới cay với sức mạnh châu bò của mình anh ra sức đào lấy đào để mong sao nhanh chóng đào ra mạch nước ơ ờ, nhưng mà khoan cứ đào sâu thế này lát nữa lên bằng cách méo nào bây giờ cái đầu lạnh bỗng chốc này số anh đổi hướng đào chéo dần xuống dưới cuối cùng không phụ công sức bỏ ra thanh niên thành công đào trúng mạch nước ở gần đó việc chết khát đã được giải quyết Tiếp đến Hiraku muốn xây dựng một căn cứ bí mật dành riêng cho mình. Đầu tiên thanh niên cần phải dọn sạch những cái cây vướng víu xung quanh nhằm tạo ra một khu đất bằng phẳng, còn cái cây này to quá không thể dùng dụng cụ bình thường mà chặt được. Hiraku lại biến ra một cái rìu nhìn qua có vẻ tầm thường vãi ò nhưng mà nhìn đi, đến Hiraku cũng không ngờ lưỡi dao này lại có thể chém gỗ như chém bùn sắc bén vô cùng. Tiếp theo anh dùng dao cắt thân gỗ to thành các khúc gỗ nhỏ rồi gọt vỏ nó dễ dàng như cắt bánh gato thế này đây. Mặc dù không biết tên các dụng cụ này nhưng theo suy nghĩ mà hiraku nó vẫn có thể biến thành các công cụ giúp anh đỡ mất sức hơn gỗ thì có đủ rồi cơ mà nhìn cái bóng ngả dài trên mặt đất anh mới nhận ra trời sắp tối miệng nó rồi còn đâu quả nhiên là con người của công việc được lao động vui quá nên quên bén để ý tới thời gian u là trời cứ thế này đến khi trời tối thì làm sao bây giờ đèn pin đèn dầu bật lửa vì không thuộc trong phạm vi làm nông nên anh không thể biến ra chợt nhớ tới việc dùng kính lúp tạo ra tia lửa cơ mà mặt trời nó lặn mất hút con mẹ hàng lươn rồi làm sao mà anh tạo ra tia lửa được đây tối hôm đó hiraku đành đào cái lỗ trong hốc cây ở tạm qua đêm anh cứ nghĩ buổi tối trong rừng chắc hẳn tối lắm nhưng xem ra nhờ nông cụ vạn năng thị nhãn của anh cũng tăng lên vài phần hoặc cũng có thể nhờ ánh trăng sáng của hai mặt trăng giúp anh nhìn rõ vạn vật hơn hiraku tranh thủ tác nghiệp nên mấy khúc gỗ khác tạo ra đầy đủ các thứ từ cốc uống nước cho tới bát đĩa cần thiết vui đầu vào công việc nên chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao bằng cái xảo hiraku đi xuống uống miếng nước cho đỡ khát trước khi đi lên liền dùng kính lúp tạo ra tia lửa hôm qua chưa tạo được khởi động các thứ ngoài lề xong ngay sau đó anh tiếp tục cho hành trình tạo ra một cánh đồng to lớn mình đang ấp ủ mặc dù nông cụ vạn năng giúp anh không thấy mệt hay đói cơ mà vận động chân tay nhiều quá thành ra mất sức ra phết hay túm cái quần què lại hiraku bắt đầu cảm thấy đói rồi anh đang tính thay đổi chiến lược đi tìm đồ lắp đầy cái bụng đói trước thì bất ngờ một con thỏ thành tinh lao tới không thể chạy trốn hiraku theo quán tính cho nó ăn ngay cái cuốc vào đầu cứ như vậy với một tai nạn ngoài tầm kiểm soát thanh niên đã có ngay một bữa thịt thỏ nướng thơm ngon hết nước chấm nhưng mà đấy là khi anh chưa ăn thôi chứ ăn vào mới phát hiện nó tanh hơn mình nghĩ. Thôi thôi ăn mày còn đòi ăn xôi gấc Hiraku tự ăn ủi có thứ nhét vào miệng là tốt rồi anh không mong cầu gì hơn. Không thể phí phạm cái đầu của con thỏ cũng được anh tận dụng chôn xuống dưới làm phân bón luôn. Ăn rồi thì phải thải ra, Hiraku nhanh chóng tạo ra một cái vkc C kiểu truyền thống bằng thân cây có đầy đủ hệ thống bể phốt hút nước. Nhưng mà như này có khác gì đám động vật đi bậy đi bạ ở ngoài trời đâu kết quả cho dù thánh có ngồi nửa ngày ở cái bồn cầu đó cũng không đi nổi không còn cách nào khác thánh dùng tạm mấy tấm gỗ bao quanh cái vkc để nỗi buồn nhanh chóng được giải quyết chứ nếu không bị tích tụ lại dẫn đến đau dạ bụng thì chết toi bổ sung được sức lực hiraku tiếp tục sới đất hết công suất với mong muốn nhanh chóng tạo nên cánh đồng tươi tốt trong lúc này anh cũng nghĩ ra đủ mọi thể loại rau củ quả có thể trồng nhưng mà sới đất xong mới phát hiện thêm một vấn đề nan giải hiraku không biết anh đào đâu ra hạt giống để trồng bây giờ ca này không có hạt giống chỉ có cạp đất mà ăn thôi Ấy vậy mà sau một đêm tỉnh dậy Hiraku phát hiện dù không có hạt giống trên đất vẫn có thể tự nảy mầm ra vô số loại rau củ quả khác nhau. Có thể kết quả này là nhờ vào mảnh đất ở dị giới hoặc cũng có thể nhờ vào nông cụ vạn năng. Cơ mà nhờ vào cái gì cũng được, còn việc hiện tại bây giờ Hiraku cần làm là phải bảo vệ cánh đồng trời ban này của mình thật tốt. Để tránh thú giữ thanh niên bắt tay vào đề co một hàng rào chắn xung quanh, cẩn thận hơn còn bo nốt thêm cái hố này để mấy con thú không thể tới gần được. Trong lúc cánh đồng chưa thu hoạch Hiraku vẫn giải quyết vấn đề lương thực bằng cách giết thỏ thú thực thanh niên không muốn sát sinh đâu nhưng mà nó cứ tự lao tới thế thì mô phật không ăn thì có lỗi với cái bụng đói lắm nhờ vào sự chăm sóc của nông cụ vạn năng nên những cây cối này phát triển nhanh hơn mức bình thường hiraku thầm cầu trời khấn phật những thứ này lớn lên có thể ăn được chứ nở ra mấy bông bỉ ngạn hoa thì anh chỉ có nước khóc dễ đành đạch cho mà xem vài ngày sau cái tròi anh dốc hết ruột gan ra xây cuối cùng cũng hoàn thành rồi đây khi mới xây hiraku xẻ rãnh trên gỗ rồi xếp trồng nó lên nhau như thế này nhưng vì càng lên cao thì không đủ sức để làm nên anh lại đào cho sàn nhà lún xuống mặc dù không chắc nó có thể chống trụ nổi trước mưa gió bão bùng hay không, cơ mà trước tiên trông về hình thức anh thấy nó khá bắt mắt và ổn áp hơn cái hốc cây trước rất nhiều. cứ như vậy tới khi cuộc sống của anh dai đang trên đà phát triển vào cầu thì bất ngờ trước cửa nhà hôm nay bỗng xuất hiện hai con chó khách ghé thăm nhà Hiraku nhanh chóng bắt cầu mời chúng vào lãnh thổ tham quan. không những thế anh còn chiêu đãi chúng bằng thịt lợn rừng mình tích trữ được. dạo gần đây không chỉ có lũ thỏ tới tìm chết, dần dần lũ lợn rừng cũng chán sống tự tìm tới dâng hiến thân mình làm lương thực cho anh dai vì ngày bé có đam mê nuôi chó nên hiraku rất thích hai con chó này nếu có thể anh mong nó ở lại bầu bạn luôn với mình thì tuyệt cả là vời theo như quan sát hiraku phát hiện ra đôi chó này gồm một đực một cái với cái bụng phình ra thế kia trăm phần trăm con cái đang mang thai rồi thấy con chó bỗng có biểu hiện sắp sinh hiraku nhanh chóng di chuyển hai đứa vào trong cái tròi rồi chuẩn bị công tác đỡ đẻ nói đỡ đẻ cho sang chứ thực ra anh chỉ giúp nó thắp lửa cho đỡ rét chứ phần còn lại để vợ chồng nó tự lo Sáng hôm sau Hiraku đi vào xem xét tình hình thì phát hiện con cái đã sinh thành công bốn chú chó con vô cùng cute, hột me. Để chúng mừng ca sinh nở thành công anh chưa đãi chúng bằng hai miếng thịt lợn thơm ngon nhất. Cứ tưởng sau sinh hai vợ chồng nó sẽ dẫn con đi, nhưng không chúng đã ở lại bầu bạn cùng anh giúp anh canh giữ lũ quái thú nhăm nhe muốn phá khu rừng. Vì bị chiếm mất căn cứ nên anh đành xây thêm cho mình cái tròi lớn hơn ở bên cạnh. Để thêm gần gũi anh cũng đặt tên cho con được là cu do con cái là Yuki nghe khá sang xịn mịn. Cùng lúc đó cánh đồng cũng tới lúc thu hoạch Hiraku vác liềm đi cắt những chùm cà chua thơm ngon mọng nước. Đặc biệt anh cũng bắt đầu dần quen với cuộc sống mới ở nơi đây. Trong đầu anh có vô vàn suy nghĩ nhằm giúp cải tiến lãnh địa của mình phát triển hơn. Nhưng thôi đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Bây giờ anh không có gì ngoài thời gian nên chuyện phát triển này cứ từ từ mà triển khai thôi. Cùng lúc đó trên thiên đàng ông thượng đế tính xem dạo này Hiraku sống có yên ổn hay không. Ai ngờ vừa mở ra nhìn thấy khu vườn thánh đang ở ông không khỏi thốt lên thôi chết mẹ nó rồi anh chị em bạn gì ơi. Vốn định bù đắp cho thanh niên một cuộc sống đầy ấm no hạnh phúc nhưng ông lại gặp sai sót rồi. Khu rừng mà cậu đang gây dựng sự nghiệp không phải đang đầy rẫy quái thú rình rập hay sao? Thượng đế rất muốn kéo anh lại cơ mà nếu tham gia vào cuộc sống chuyển sinh rồi sẽ coi như phạm luật. Vậy nên dù muốn cứu rỗi anh dai dắt hay lắm nhưng mà ổng chỉ đành lực bất tòng tâm. Ca này thượng đế phải bó tay chấm a còng thôi. Hiraku hết cứu thật rồi. Ấy vậy mà thánh nhà chúng ta không hề biết tới sai sót này vẫn đang vô tự lự tận hưởng cuộc sống trời ban. Thậm chí anh còn tạc một bức tượng thượng đế bên cạnh thần nông để tỏ lòng biết ơn đặc biệt Hiraku phát hiện những loại cây khác dần mọc lên trùng khớp với mấy cây anh nghĩ tới khi cuốc đất. Vì muốn kiểm chứng thực hư thanh niên thử nghĩ tới giá đỗ và bắt đầu cuốc đất, không ngờ giá đỗ bắt đầu nảy mầm thật. Nhờ có cánh đồng đang dần màu mỡ anh nên cũng có thể bắt đầu chế biến các món từ rau xanh cùng với thịt. Nói chế biến nghe cho nó sang thôi chứ thực chất không khác gì lục vì Hiraku biết đào đâu ra gia vị nấu ăn bây giờ. Để thay đổi khẩu vị Hiraku tính tới chuyện trồng cây ăn quả để tráng miệng, nghĩ là làm anh dai lại lập tức bắt tay vào kế hoạch trồng trái cây. Song song với thời gian bận rộn, thanh niên cũng có thời gian xả stress với mấy em cún cute, cú không chỉ giúp anh đỡ buồn chán chó được cu do còn giúp di chuyển trong rừng mà không bị lạc. Nhờ vậy phạm vi trinh sát bỗng chốc được mở rộng, anh thành công tìm thấy một con suối trong mát ở sâu bên trong cánh rừng. Đi qua đi lại quãng đường dài lê thê giữa căn cứ với suối nước chắc mệt xỉu cấp xỉu đau nên thanh niên tính xây thêm cái ống dẫn nước, nhưng mà thôi cứ từ từ anh xây cái nhà vệ sinh cạnh đây đánh dấu chủ quyền trước cũng xem như tạm ổn. Hiraku tính biến nông cụ vạn năng thành cái xe đẩy phục vụ cho xây dựng tuy nhiên với cái địa hình ổ chó ổ gà thế này xem ra lại phải bắt đầu từ việc sửa đường trước mới hợp lý với kinh nghiệm tích lũy được hiraku bắt tay vào việc mở rộng quy mô trồng trọt giá đỗ lúc này cũng ra quả sai chi chít nhưng vấn đề ăn uống thanh đạm không gia vị thì anh nhà vẫn chưa thể nghĩ ra biện pháp giải quyết sơn qua hạ tới thu tàn đông đến hiraku không biết mình tới đây được bao lâu rồi nhưng nhìn cái thời tiết này anh đoán mùa đông đang chắc hẳn tới gần nhìn ngọn núi phía xa xa mùa đông phủ đầy tuyết chắc chắn sẽ lạnh cắt ra cắt thịt cho mà xem song song với việc tích trữ lương thực anh cũng tính làm cho mình bộ đồ đông để giữ ấm bằng da thỏ cơ mà khoác lên nó bốc mùi thúi vãi cả luôn còn anh dai chưa muốn chết vì ngạt khí đâu nha trong cái rủi lại có cái hên cùng lúc ấy một con nhện từ đâu xuất hiện lịch sự chào hỏi anh ngay sau đó nó bày ra vài đường cơ bản với đống sợi tơ nó nhả ra bất ngờ chưa ông già một cái khăn tay xịn xò cứ như vậy được hoàn thành 10 điểm không có nhưng để đáp lại vì anh cho mượn cây làm tổ cũng như cung cấp cho nó món khoai tây nó khoái nhất con nhện trả ơn bằng cách tái chế ngay cho anh một cái áo khoác dày dặn từ đám da thỏ áo ấm giải quyết xong rồi tới cái chăn cái nệm cũng không thành vấn đề nhìn căn phòng nhờ vào vải vóc trông được nâng cấp nên rõ rệt hiraku rất chi là hài lòng luôn vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên giữa tiết trời mùa đông lạnh giá hiraku một mình yên ổn sống trong căn cứ bí mật không hề phải lo nghĩ vấn đề gì tuy vậy tức cảnh sinh tình trong đêm đông lạnh buốt anh liền cảm thấy có chút thật cô đơn vì khá lâu rồi anh chưa được giao tiếp với con người giá như bây giờ mà có em gấu ôm làm ấm giường thì mên nhà ta cũng được an ủi phần nào đó cơ mà ca này khó quá đến công cụ vạn năng cũng đành bó tay thôi Thời gian trôi nhanh hơn vết chân chó chạy ngoài đồng chẳng mấy chốc tuyết tan xuân lại tới, nhìn mấy con cún con giờ đã trổ mã lớn nhanh như thổi Hiraku vô cùng hài lòng, nhưng dạo gần đây anh phát hiện chúng rất hay tự đi vào rừng, buồn buồn vì nghĩ chúng bỏ mình đi nhưng vài ngày sau chúng không những không rời đi mà còn dẫn theo bạn tình trở về. Nhìn những vết thương trên người chúng anh đoán chắc hẳn bọn này vừa trải qua một trận cơm bạc lấy le với gái khá khốc liệt đây, xem ra trong thế giới của người hay chó, để lấy được vợ là điều không hề dễ dàng một chút nào ngay cả con nhện Jabuto không biết chửa hoang với ai nay cũng sinh ra con cháu đầy đàn tới mức này rồi. Nhìn người người thành đôi thành cặp nhà nhà có thêm thành viên với một người cô đơn như Hiraku anh cũng cảm thấy ganh tị làm chứ. Bất ngờ một ngày tiếng thông báo gõ mõ đang có nguy hiểm sắp tới của Jabuto vang lên. Theo sự chỉ dẫn của cu do anh nhanh chóng chạy tới chỗ phát ra tiếng thét. Ô la la sao lại có một em gái lơ lai ku te phô mai que lạc quẻ giữa khu rừng thế này. Thời tới thời tới rồi anh em ơi. Thấy cô gái đang bị đàn thú cưng của mình bao vây anh nhanh chóng ra lệnh chúng mày mau tránh ra không làm ẻm sợ bây giờ. Vốn tính ga lăng Hiruka lập tức mang áo khoác tới cho em ấy che đỡ cái thân cũng đồng thời muốn gây thiện cảm với ẻm. Ai ngờ đâu vừa mới tới gần anh lại bị nhỏ nhảy vồ lên xin tí huyết ở cổ. Vừa nạp được mấy tí công chức máu cô gái lập tức biến thành một người trưởng thành có quần áo các thứ đầy đủ cả. Nhưng mà chưa kịp giới thiệu hay làm gì thì cô lại bị đàn chó hành cho lên bờ xuống ruộng. Kết quả lại bị biến thành em lơ lai khi nãy rồi này. Thực ra việc hút máu là giúp cô ấy có thêm năng lượng duy trì cơ thể trưởng thành của mình. Hiện tại sau khi bị đám chó hành cho ra bã nhỏ đã kiệt sức không thể duy trì hình dạng chị đẹp quyến rũ được nữa. Cũng tại nhỏ không biết lượng sức mình dám đi gạ kèo solo gây chiến với chúng nó trước thế nên mới bị đàn chó của anh tấn công. Với sự ga lăng 10 điểm miễn chê cộng với thân thể khỏe mạnh vô đối, Hiraku lập tức cho cô gái ấy thêm chút máu nữa của mình, song xuôi anh dẫn cô ấy về căn cứ tham quan luôn. Vừa nhìn thấy cánh đồng của anh cô gái tỏ ra vô cùng bất ngờ, bản thân cô ấy chưa từng nhìn thấy những thực vật như cà chua hay khoai lang thế này bao giờ thấy cô có hứng thú anh biến ra cái kéo cắt cho nhỏ nếm thử một quả cà chua vị lạ miệng mọng nước của cà chua càng khiến cô nàng thích trí ra mặt ngỏ ý muốn tới những cánh đồng khác hai người cứ như vậy đi tham quan hết cánh đồng này tới cảnh đồng kia đi bẻ ngô nhổ củ cải cùng nhau rất vui vẻ tôi đến cô gái bắt đầu ghi chép những tư liệu về thực vật hôm nay mình tìm hiểu được qua giới thiệu anh biết cô tên du thuộc tộc ma cà rồng vì đã hiến máu cho em hai lần nên anh dai cũng không bất ngờ lắm ở dị giới này cái gì mà chả xảy ra được du cho biết thêm công việc của cô là nghiên cứu về các loại thực vật thảo dược do xích mích với một tên quý tộc hắn muốn cướp hết các nghiên cứu của cô vì vậy cô mới bỏ nhà đi bụi đợi mọi chuyện lắng xuống thì quay trở về không biết do trùng hợp hay vì cái duyên định mệnh nên mới đi nhầm vào khu rừng này và gặp anh du mong sau này có thể được ghé chơi thêm vì ở đây có quá trời thứ hữu ích cho việc nghiên cứu của cô nghe rằng cô chưa có trốn nương thân thanh niên cao thủ không bằng tranh thủ lập tức quỳ xuống ngỏ ý xin cô hãy ở lại đây nếu có thể anh muốn cô ở cùng mình mãi mãi ơ kìa anh giai lần đầu tiên gặp mặt mà vồ vập thế con gái nhà người ta đánh giá đó nha hơn nữa theo tộc ma cà rồng cái từ mãi mãi ở đây tượng trưng cho lời cầu hôn lần đầu gặp nhau mà cầu hôn luôn rồi có nhanh quá không vậy anh giai hiraku cũng không giấu giếm về tình trạng hiện nay của mình nữa vốn tưởng rằng có thể cứ một mình sống qua ngày nhưng xem ra anh lầm rồi cuộc sống cô đơn như này chắc anh chẳng thể cầm cự được lâu nữa nghĩ thấy anh dai khá tội nghiệp cộng thêm bèo nước gặp nhau âu cũng là cái duyên cái số hơn nữa ở đây việc nghiên cứu thảo dược của cô sẽ dễ dàng hơn mặc dù hơi ngại xíu nhưng mà sau cùng du cũng gật đầu đồng ý ở lại cùng anh bất ngờ có được cô vợ xinh xẻo thế này hikaru nhanh chóng lao tới ôm chặt lấy cô trong sự hạnh phúc rớt nước mắt sáng hôm sau vì có vợ rồi tâm trạng anh khoan khoái hơn hẳn chồng rau quốc đất cũng thấy hiệu quả vô cùng lát sau du đi ra anh thấy khá bất ngờ vì sao cô lại thu nhỏ rồi Bây giờ ngày ngày sống cùng nhau thế này cô phải thu nhỏ để bảo vệ bản thân trước thú tính của anh chứ. Tự phòng vệ là việc chính đáng mà Hiraku không có thêm ý kiến gì. Nghe Du có ý muốn có một cánh đồng thảo dược riêng phục vụ cho việc nghiên cứu. Không chần chừ Hiraku bắt tay vào việc trồng dược ngay để lấy lòng chị đẹp. Vì một nụ cười của vợ anh đây có trồng 10 cánh rừng cũng không nhầm nhỏ gì. Mỗi buổi sáng nhìn bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của Du Hiraku biết tộc ma cà rồng cô ấy không quen dậy sớm. Mặc dù không bắt vợ dậy sớm nấu cơm, nhưng cô ấy cứ muốn dậy sớm anh dai cũng không ép vợ ngủ thêm được kể từ khi tới đây vợ đã giúp anh rất nhiều vì có ma thuật cái wc tối thui của anh nhờ cô mà được thắp cho cái bóng đèn xịn sò trong bữa ăn du biết anh không có muối liền chỉ sang cái thứ bên cạnh anh bộ anh không biết cái này đun lên là biến thành muối hay sao hả chồng anh đào lên mà còn không biết em đến ạ à anh thôi cứ như vậy hai vấn đề quan trọng trong đời sống nhờ cô vợ đảm đang của anh liền được giải quyết dễ dàng đặc biệt cứ mỗi sáng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hơn mía lùi của vợ anh như được tiếp thêm động lực cho cả ngày không hề thấy mệt mỏi hôm nay trong lúc hai người đi thu hoạch thì tiếng gõ mõ báo động quen thuộc lại vang lên cả hai chạy ra xem chợt thấy một cô gái có cánh đang bị đàn pet của anh ức hiếp ô mà khoan sao cái cảnh này anh nhìn quen thuộc vãi đạn nhưng với tính thương hoa tiếc ngọc trước tiên phải ra lệnh cho mấy em cún té ra trước đã làm con gái nhà người ta sợ khóc thét rồi kìa vừa thoát khỏi đám chó cô ấy lập tức dùng ma pháp phục hồi trị thương cho chính mình đột nhiên cô gái này nhìn thấy du liền nhảy dựng lên hóa ra nhỏ ở đây rồi xong vì cái tội chỉ tay vào mặt bà chủ phu nhân nhỏ này không tránh khỏi cảnh bị lũ cuốn cho ăn hành bát hai đứng trước tình thế hỗn loạn sau cùng vẫn nhờ hiraku lên tiếng giải quyết có chuyện gì thì mời người đẹp vào ăn miếng bánh uống miếng trà trước cho phải phép trước đã vừa vào phòng nghe du giới thiệu anh là chồng mình thì cô gái có cánh bất ngờ ra mặt ngay cả hiraku cũng sốc lắm mặc dù bình thường cô đúng là vợ anh nhưng mà lần đầu tiên được gọi là chồng vẫn có chút ngại ngùng cơ mà nói thật anh đang thích lắm cô gái có cánh giới thiệu mình tên tia thuộc bộ tộc thiên thần nghe ra cứ tưởng đây là bộ tộc thần thánh đầy quyền lực nhưng mà không trong cái thế dị giới này tộc thiên thần chỉ là bộ tộc cục xúc không hơn không kém hiện nay tia đang có nhiệm vụ săn lùng du vì cô đã gây ra những trận náo loạn hồ gươm à nhầm náo loạn dân làng du cảm thấy mình rất oan ức bởi tất cả là do tên quý tộc kia bám dai như đỉa đói nên cô mới dạy dỗ chút tí xíu dạy dỗ tí xíu mà đi cho nổ tanh bành cái chợ hay sao tia bắt đầu bốc phốt cô vợ du của anh chuyên sáng chế ra mấy quả bom kỳ dị cộng thêm cái tính nóng như kem sơ hở ai đụng tới là xác định ăn ngay quả bom hẹn giờ thấy tia nói đúng quá không cãi lại nổi du đành thừa nhận đúng là khi ấy mình hơi quá tay và vì năng lực không bằng tia nên mới phải chạy trốn nhỏ Ui trà trà tia bất ngờ ra mặt vì có mấy ngày không gặp du không những có chồng mà cái tính nóng như kem cũng dịu lại rồi đấy nhỉ lúc trước cô có tự nhận mình yếu hơn ai bao giờ đâu ừ thì sau khi đối đầu với đàn bách dê ao trình của chồng du nhận lại kết quả thua thảm bại như thế cô đâu thể tự cao được nữa với tư cách một nạn nhân giống du tia đau khổ đồng cảm với cô trong chuyện này tạm gác chuyện này qua một bên trước du trượt này ra sáng kiến hay tia ở lại đây luôn đi càng đông càng vui cô sẽ dẫn nhỏ đi tham quan các cánh rừng màu mỡ chắc chắn nhỏ sẽ thích mê cho mà xem du nhiệt tình dẫn tia đi tham quan khắp nơi trong khu vườn từ cánh đồng trồng rau cho tới cánh đồng trồng cây ăn quả từ a đến z không thiếu chỗ nào tuy nhiên chăm nghe không bằng mắt thấy mắt thấy không bằng một sờ thấy rồi nghe rồi bây giờ du muốn tự tia cảm nhận thú vui của việc làm nông vừa hay vợ chồng đang tính đi thu gom hái lượm nên muốn tia giúp một tay tự nhiên đang làm thiên thần bị lôi đi làm nông dân tia cảm thấy khá rén cơ mà du nhiệt tình quá nhỏ không lỡ lòng từ chối bắt đầu bằng bắp cải Hiraku cắt một cái đưa cho tia và nó khá nặng hơn nhỏ nghĩ. Nhân tiện đây Hiraku tách lá bắp cải ra rửa sạch sau đó rắc ít muối làm gia vị. Món bắp cải sống chấm muối độc lạ bình dương này tới tôi cũng chưa ăn nha. Cơ mà nhìn Du ăn ngon lành cành đào cộng với tia cắn thử một miếng liền khen hết nước chấm xem ra cái món bắp cải chấm muối này cũng rất ra gì và này nọ. Vất vả cả ngày trời thành quả mọi người thu hoạch được không tồi chút nào. Tối hôm đó tia vừa ăn quả dâu tây ngon ngon ngọt ngọt chua chua lập tức đổ đứa đừ trước hương vị ẩm thực nơi đây nhưng cơ hội này du một lần nữa năn nỉ ra giết tia hãy ở lại đây cùng mình nhé bờ ly làm ơn đi chứ nếu không cái cơ thể mỏng manh yếu đuối của nhỏ không kham nổi đâu với độ trong sáng có một không hai tiên nghe xong méo hiểu cái quần què gì luôn nhưng với anh em tôi đoán thừa biết du đang nhắc tới vấn đề gì rồi đúng không kể từ sau hôm đó ba người bắt đầu cùng nhau làm việc cùng nhau thu hoạch cùng nhau chung sống hòa thuận vô cùng vui vẻ căn nhà cô đơn trước đây bây giờ có thêm hai cô vợ xinh đẹp lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười Hiraku phát hiện đám con của hai con Yuki và Ku do nay đã sinh ra những đàn chó con kháu khỉnh khác, dân số đang tăng lên mà diện tích cái tròi vẫn không đổi. Không còn cách nào khác Hiraku đành xây cho nó căn tròi khác bên cạnh vườn cây ăn quả, mặc dù hơi giống chủ ngựa nhưng cũng không tồi chút nào. Bên cạnh đó lứa con đầu của Jabuto nay dần trưởng thành chúng nó bái bai Hiraku sau đó bay đi tìm bạn đời mới. Dù con bỏ đi nhưng Jubota không hề cảm thấy cô đơn vì đàn con mới này sẽ ở lại bầu bạn với nó. Cùng lúc đó tia muốn xin anh cho mình rời đi vài ngày, thấy hiraku lo sợ nhỏ bỏ đi luôn du chấn an anh đừng lo tia sẽ về sớm thôi quả nhiên đúng như lời của du vài ngày sau tia đã trở về đặc biệt nhỏ còn dẫn theo những cô gái của tộc elf xinh xẻo về cùng cô gái tóc hồng giới thiệu mình tên lia các cô gái khác vì có họ với nhau nên tên cũng tựa tựa giống nhau theo lời gợi ý của tia họ liền tới đây muốn xin anh cho phép tá túc ở khu vườn này chuyện kể ra khá dài dòng văn tự nhưng nói cho nhanh gọn lẹ các cô gái này có cuộc sống không hề tốt đẹp Bọn họ vốn sinh ra ở phương Bắc nhưng 2000 năm trước nơi đó bị kéo vào một cuộc chiến của nhân loại, kể từ đó bộ tộc phân tán khắp nơi từ nam ra bắc từ trong ra ngoài, không còn quê hương bảy cô gái đành du mục ở trong rừng không có ai khác nên không thể gia tăng dân số. Theo giới thiệu lia lớn nhất hiện nay 400 tuổi còn cô gái trẻ nhất mới có 200, ư ừ thì hãng có mới 200 anh đây tính ra không biết gọi mấy nhỏ là gì mới phải phép. Vì khu rừng hiện nay đang thiếu người phụ thu hoạch cộng thêm sự năn nỉ ra giết của hai bà vợ thế này Hiraku nỡ lòng nào mà từ chối đây. Do bảy cô gái muốn sống chung với nhau nên anh bắt tay vào làm một căn nhà đồ sộ đủ sức chứa bảy người. Trước tiên cần đào hố xây móng rồi đi xẻ gỗ, nhìn anh dai ngầu lòi một nhát chém gãy thân cây mấy cô gái ngưỡng mộ ra mặt. Tuy nhiên việc xây dựng các cô gái lại giỏi hơn anh rất nhiều, từ việc xác định vị trí cho tới việc sắp xếp gỗ đều được xử lý gọn gàng đâu ra đấy không một động tác thừa. Nhờ sự giúp đỡ đồng tâm hợp sức của mọi người sau 10 ngày, ngày căn nhà hai tầng khang trang cứ như vậy được khánh thành. Nhìn căn nhà 10 điểm không có như này Hiraku cảm thấy quá tự ti khi so với cái tròi đơn sơ không chút bắt mắt của mình cơ mà không sao muốn tiến bộ thì không được giấu rốt anh nhất định phải học tập những kỹ năng này của các cô gái đi vào bên trong hiraku mới cảm nhận rõ độ rộng từ đông sang tây của nó các phòng đều đầy đủ mọi thứ không thiếu một cái gì chả mấy chốc bảy cô gái nhanh chóng làm quen được với cuộc sống ở nơi đây việc thu hoạch quá tải nay có thêm nhân lực cũng không còn đáng lo ngại nữa hôm nay nhìn thấy lia thuộc tộc elf mà cũng ăn chín uống sôi hiraku bất ngờ ra mặt rồi sao lạ lùng vậy cha dù là tộc elf người ta vẫn ăn như người chứ ổng cứ nghĩ người ta ăn sống nuốt tươi hay gì ăn như thế có mà suốt ngày ôm bụng tàu vì tháo đuổi chứ còn làm ăn được cái vẹo gì nữa nhân đây lia đề nghị cô muốn xin anh cho mình làm thêm việc đào khoáng sản và rèn kim loại trước tiên cả đám xây lên một lò luyện sắt cho than bột sắt từ sông vào lò đốt sau đó đun kim loại cho nóng chảy là hoàn thành xong cái chảo xịn xò hết mức thế này đây vì đã tự sinh tự diệt khá lâu nên mấy vấn đề sinh tồn như này đám lia dành lắm hiraku cảm thấy rất vui khi có sự hiện diện của các cô gái mọi người cũng rất vui khi có thể giúp đỡ phần nào cho mên nhà ta hôm nay khi mọi người đang thu hoạch rau thấy hiraku tiết lộ có bột mì xay ra từ lúa các cô gái nhanh chóng lôi bột lên men ra và bắt tay vào làm bánh những chiếc bánh nướng cứ như vậy liên tục được cho ra lò thơm ngon mời bạn ăn nha tôi không chờ bạn nữa tôi ăn liền ngay đây mời anh em nha lâu lâu đổi vị sang ăn bánh như thế này mọi người ai ai cũng đều cảm thấy vô cùng ngon nghẻ và vừa miệng đột nhiên hiraku nghĩ tới một vấn đề không biết khu rừng này thuộc chủ quyền của ai nhỉ du ngẫm nghĩ một lát nếu xét theo phạm trù rộng chắc hẳn nó sẽ thuộc về ma vương u là trời vậy là anh đang kinh doanh nuôi trồng bất hợp pháp trên lãnh thổ của ma vương hay sao thấy anh chồng rén ra mặt như vậy du hỏi anh xây lên những thứ này có được ai giúp đỡ hay không tất nhiên là không rồi vợ một mình anh tự lực gánh sinh hết đó vậy thì anh còn lo gì nữa du nắm lấy tay anh an ủi nếu tự mình làm ra thì những thứ này hoàn toàn thuộc sự sở hữu của anh nên anh cứ yên tâm làm ăn phát triển chồng yêu ạ có được cô vợ tâm lý thế này chấn an hiraku rất hài lòng và cũng bớt lo hơn nhiều tối hôm đó anh nhớ ra khu dân cư của mình vẫn còn thiếu ống nước xem ra lại phải nhờ tới sự trợ giúp của các cô gái rồi ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều việc cần làm lắm đây Hôm nay con chó bắt chói một con ong mang về cho Hiraku, nhìn cái bộ dạng sợ sệt của con ong trước con pet của anh xem ra nó không dám phản kháng gì nữa đâu. Vì đã thuần hóa được con ong với cái đầu nảy số nhanh hơn tốc độ bàn thờ Hiraku lập tức nghĩ tới việc nuôi ong lấy mật, cái tròi cho ong hoàn thành rồi đây. Chỉ sau vài ngày bọn ong cũng kết xong tổ cả rồi, theo Hiraku quan sát có mỗi con ong chúa có kích thước to trà bá thôi, chứ những con ong thợ cũng không khác ong ở nhân loại là mấy. Mặc dù ở ngoài có hoa cho lũ ong lấy mật tuy nhiên theo anh như vậy không đủ, chắc hẳn anh cần gieo trồng một vườn hoa mới phục vụ cho chúng thoải mái hút mật. Vấn đề dẫn ống nước Hiraku cũng bắt tay vào làm ngay, bể chứa nước theo hình kim tự tháp Ai Cập úp ngược đã được anh hoàn thành, bây giờ chỉ cần làm ống dẫn nước nữa là xong. Theo dự tính Hiraku muốn dùng đá xây ống dẫn nhưng với khu rừng toàn đất với cây thế này kiếm đá khác gì đánh đố nhau, mà dùng thân cây khả năng ngấm nước và dò dỉ nước rất cao. Sau cùng Hiraku đành nhờ tới công cụ vạn năng làm cứng đất đá hơn bê tông rồi đẽo ra hình dáng bệ dẫn nước, như này có dẫn cả con suối về cũng méo lo bị dò dỉ nữa nha vừa hay trong lúc đào hố chứa nước lại chừa ra một đống đất hiraku lập tức cho sản xuất theo dây chuyền làm ống dẫn nước anh nhờ các cô gái elf những việc lật vặt như gánh đất các kiểu con đà điểu mỗi người một chân một tay rất nhanh chóng ống dẫn nước đã hoàn thành xong bây giờ việc lấy nước tưới cây trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ có ống dẫn nước mấy con cá từ trước tới nay chưa từng thấy cứ như vậy theo dòng nước chảy về nhìn mấy con cá tầm thường anh buông lời nhận xét có vẻ nó không hung dữ giống lũ thỏ trước kia dứt lời một con cá bích sai lao tới tấn công khiến anh giật cả này hãi hết hồn chìm én món cá nướng thơm ngon nước mũi xong rồi đây hiraku có ý muốn mời hai cô vợ dùng thử cơ mà nhìn cách anh nướng nó lạ lắm nên hai chị đẹp kính lão đắc thọ mời chồng dùng trước thấy anh ăn ngon lành cành đào quá hai chị em đánh liều ăn thử xem sao cứ tưởng không uy tín ai nhờ cái uy tín không tưởng cái vị cá gì mà nó ngon quá trời quá đất luôn vì món này ngon quá nên trong ngày hôm đó số cá bị anh dai cùng các chị đẹp chén sạch sành xanh đợi lần sau có nhiều hơn anh sẽ chế biến ướp muối tích chữ số lượng lớn để ăn dần hiraku thử vừa nghĩ tới lúa vừa quốc đất không ngờ lúa mọc lên thật vừa hay có nước đầy đủ rồi Hiraku triển khai với mọi người anh muốn trồng lúa nước. Trước tiên phải cuốc đất tạo ruộng trước sau đổ nước từ bể vào là có ngay hai cánh ruộng giống hệt của các bác nông dân. Lần đầu được đầm bùn các cô gái của chúng ta cảm thấy rất mới mẻ và vô cùng thú vị. Hiraku bê ra những cây mạ non rồi bắt đầu dạy mọi người cấy lúa. Với tinh thần ham học hỏi mọi người rất nhanh đã có thể cấy lúa thành thạo. Với số lượng đông sánh ngang với sức của một cái máy cấy chỉ trong nửa ngày mọi người đã cấy xong hai cánh đồng việc diệt trừ sâu bọ sẽ nhờ tới con của con nhện xử lý nhờ vào nông cụ vạn năng dụng lúa vừa cấy xong nay đã trổ bông với tốc độ bàn thờ đến lúc thu hoạch hiraku lại nhờ các cô gái elf nên chỉ chớp nhoáng cả hai cánh đồng đều được gặt xong thu xong anh mang lúa đem phơi khô nhằm loại bỏ độ ẩm thực ra nhờ vào việc xem chương trình idol trên tv anh mới biết quy trình cấy lúa chứ thực chất anh đã cấy gặt bao giờ mèo đâu hiraku dựa theo trí nhớ biến ra cái máy đập lúa từng thấy trong bảo tàng trước kia sau tiếp tục biểu diễn vài đường cơ bản cho các cô nàng thêm trầm trồ trước những thứ mới mẻ này Đập xong đem đi giã trắng rồi sàng đi sàng lại cho sạch hết những bụi bẩn còn sót. Vậy mà ngày xưa các cụ không có máy tốt lúa hay máy sắc gạo, mà để mà ra được những hạt gạo như này thì các bạn phải biết các cụ phải cầu kỳ nan giải thế nào rồi đấy. Có gạo rồi đem đi nấu chín nữa là xong. Đun bếp củi phải cẩn thận để ý độ lửa vừa đủ. Trước khi sôi cứ cho lom giom thôi, đợi khi cơm sôi rồi mới cho to lửa hơn. Như thế khi nấu xong nồi cơm sẽ trắng ngần thơm ngon không bị khê. Hiraku bắt đầu tạo ra món cơm nắm nhân cá ở trong để mọi người cầm ăn cho dễ. Quả nhiên những món anh dai tạo ra chưa bao giờ làm chị em thất vọng quay đi quay lại đĩa cơm nắm đầy ấm còn lại toàn cái khay. Dù không được miếng nào nhưng không sao cả mọi người hưởng ứng là Hiraku vui rồi. Ngày hôm sau anh cùng mọi người tiếp tục gia tăng sức lực trồng các ruộng lúa nước tiếp theo. Lúc lên bờ nhìn mọi người ai ai cũng có thể tự làm sạch các vết bẩn trên người đột nhiên anh dai lại muốn tắm bồn. Và cư nhiên Hiraku bắt đầu truyền đạt về lý thuyết tắm bồn là như thế nào cho các cô gái. Hơn nữa anh cần phải xây thêm cả phòng thay đồ ngay trong nhà tắm này mấy cô nàng thắc mắc tắm sông không phải rất tiện hay sao đâu cần bày vẽ ra như thế nhưng mà trời mùa đông ra sông tắm có mà chết cóng hết cả lũ vậy nên túm cái quần lại tắm bồn nước nóng là hợp lý nhất rồi công trình bắt đầu thi công anh nung đất làm gạch xây lò còn nước thì lấy từ đường nước có sẵn khu vực tắm cũng được trang bị đầy đủ nước nóng không thiếu thứ gì tuy nhiên hiraku nghĩ ra một vấn đề bất cập nữa bởi nếu tắm xong thải nước sử dụng rồi quay về suối thì không hay cho lắm tia nhớ tới các con sờ lam chuyên đi ăn các chất thải và xác động vật cô gợi ý có thể dùng nó để thanh tẩy dòng nước thải ra hiraku tò mò hỏi đó có phải mấy con sờ lam ngây thơ vô số tội luôn giả vờ yếu đuối rồi ăn thịt các mạo hiểm giả hay không không có chuyện đó đâu anh dai ơi lướt top top ít thôi để anh dễ hình dung nhỏ lập tức đi bắt một con về cho anh xem trông nó lạ quá ngay cả con nhện với con chó cũng chê không muốn ăn cái sinh vật kỳ lạ này nhưng mà nó cứ xử lý được chất thải là tốt rồi hiraku tạo một bể nước lọc bằng sờ lam ở giữa cống thoát nước nghe tia gợi ý có thể dùng sờ lam thay chất tẩy rửa bồn cầu được đó tuy nhiên để giải quyết nỗi buồn trước những ánh mắt của đám sờ lam chắc hẳn phải có tinh thần thép mới ẻ được vì cần có gỗ chất nước nên hiraku tranh thủ đi nhặt ít gỗ trước khi trời tối bỗng nhiên anh nhặt được cây nấm hương ở gần đó vì lo sợ những cây nấm ở dị giới có độc nên chưa bao giờ anh chế biến thử nhân cơ hội này hiraku thử dùng nông cụ vạn năng trồng nấm trên thân cây xem có làm nên trò trống gì không sau cùng do đam mê trồng nấm tới khi hiraku nhớ ra mới hoảng hốt chết mại trời tối rồi mà củi còn chưa đủ đâu Hiraku phổ biến cách thức tắm bồn cho các cô gái cơ mà khó hình dung quá anh thực hành luôn cho dễ hiểu, để chiều lòng các cô gái Hiraku chấp nhận thoát y hướng dẫn từ A đến Z cho mấy cô nàng. Tới khi hạ mình vào bồn nước nóng ui cha sao mà nó phê pha quá, kiếp trước suốt ngày phải nằm trên giường bệnh Hiraku nào được ngâm nước nóng như hiện tại. Hiraku tính đi ra cho mấy cô nàng vào việc, ấy thế mà không ngờ cô nào cô ấy nhảy hết vào tắm chung với anh ra nhà ta luôn. Dù gì người ta cũng là trai tân nên xấu hổ lắm nhé cơ mà mấy bà có buông tha cho anh đâu nghe thấy anh có ý định xây bồn tắm riêng liền lập tức méo đồng ý bởi độc chiếm bồn tắm là xấu lắm đó nên cả bọn còn lâu mới chấp nhận muốn làm quân tử mà tác giả không có cho nên thui anh dai đành cắn răng chấp nhận sự đãi ngộ tuyệt cả là vời này vậy hôm nay cu do mang về cho anh thêm năm cô gái elf quả không hổ danh là đám pet cưng của anh nhà sau khi nghe các cái tên giới thiệu na á nhau hiraku biết năm cô này cũng có họ hàng với nhau giống tốt trước vì có chung số phận mất đi quê hương nên năm cô gái đều muốn xin phép anh cho ở lại đây Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp nói gì tới năm em liền rất nhanh Hiraku đã chấp nhận cho cả đám ở lại. Vì quân số lại tăng thêm lia đề nghị nhân cơ hội này mọi người sẽ giúp anh sửa lại nhà luôn. Cứ như vậy dàn ha gem của anh ra hiện nay đã lên tới con số 14. Lia hô hào từ nay mọi người sẽ chung sống hòa thuận và sinh ra thật nhiều hậu duệ. Tự nhiên nhiều vợ quá thế này anh mên cảm thấy hơi rén rén rồi đó nha. Lúc này con chó được cu do nhìn gia đình của chủ nhân đang tăng dần lên nó liền suy nghĩ về cuộc đời trước đây của nó. Lúc trước khi gặp Hiraku nó không có tên và luôn đi chinh chiến với các con chó được khác trong khu rừng này. Trước những chiến thắng oanh tạc nó càng tự tin mình là con chó mạnh nhất, thế nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn tới một ngày nó gặp được con chó cái hiện tại đang là vợ nó. Bị hạ gục một cách không thương tiếc dưới chân vợ nó cam tâm tình nguyện chịu thua, không đánh không quen từ đấy hai con chó bắt đầu quấn quýt bên nhau. Cho tới một ngày nó phát hiện vợ mình có chửa, kể từ đó nó cùng vợ bắt đầu gặp xui xẻo liên tiếp thậm chí còn đụng độ cả vua gấu trong khu rừng. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, con chó dẫn vợ nó đi tới trung tâm của khu rừng nơi ngay cả con gấu kia cũng không dám vào tại đây nó phát hiện hiraku một tên được khác vậy mà có thể sống ung dung tự tại trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm lúc được hiraku cho gọi nó có thể cảm thấy một sức mạnh vô cùng lớn toát ra từ dụng cụ làm nông của anh ca này nó với con chó cái chuẩn bị sẵn tâm lý xuống gặp các cụ cả rồi thế mà hiraku lại cho chúng ăn rồi kêu mang chúng tới tận bây giờ nhưng có vẻ hình như anh không biết chúng không phải chó nhà mà là sói địa ngục loài thú mà vạn vật đều kinh sợ tuy nhiên con được tự động viên chắc hẳn không sao đâu hơn nữa việc lộ thân phận cứ để tính sau việc trước mắt cu do luôn cảm thấy biết ơn vì nhờ có hiraku nó mới có một đại gia đình đầy đủ vợ và con cháu như hiện tại chẳng mấy chốc dưới bản thiết kế xịn sò so của mấy cô nàng cùng với sự giúp đỡ đào đất chặt củi của hiraku căn nhà hai tầng khang trang đã hoàn thành xong bên trong càng xa hoa nhìn qua cách bày trí thiết kế giống với nhà bên đám lisa nhưng thực chất nó to và rộng rãi hơn rất nhiều căn nhà gồm 3 phòng ngủ của anh cùng hai cô vợ tiếp theo có phòng ăn rất rộng rãi đủ sức chứa đàn thê thiếp của anh giai nhà ta ngoài ra căn bếp với đầy đủ tiện nghi cũng được sắp gọn gàng đâu ra đấy đặc biệt còn có căn phòng tạo ra các hậu duệ thật luôn kìa thôi coi như anh giai chưa nhìn thấy gì nha đặc biệt phía dưới căn nhà còn có tầng hầm chứa lương thực rất rộng rãi khiến hiraku vô cùng hài lòng vì muốn tăng tính thẩm mỹ ngoài tượng thờ thượng đế và thần nông anh còn tạc tượng vợ chồng hai con chó cu do để ở trước cửa nhà trông cũng khá bắt mắt ra gì và này nọ Suốt ngày ăn thịt cá cũng chán, hôm nay Hiraku quyết định chinh phục món cà ri mới cho cả đám thưởng thức. Nguyên liệu chính có đủ cả rồi nhưng còn gia vị phụ vẫn cần đi hái thêm. Anh dẫn theo hai bà vợ đi tới khu vườn trồng đầy đủ các loại thực vật như thì là, nghệ, ớt, hành, tiêu, tỏi không thiếu thứ nào, vì chưa tới đây bao giờ nên những thực vật này rất mới lạ với hai cô nàng của chúng ta. Hiraku giải thích vì một số cây không trồng được ở khu vực có tuyết rơi nên anh mới phải trồng ở chỗ này. Cũng may nhờ có công cụ vạn năng mấy loại gia vị gieo trồng khó khăn cũng trở nên dễ dàng sinh trưởng. Hiraku bắt đầu hái những nguyên liệu cần thiết cho món cà ri, hai tới nguyên liệu nào anh đều giải thích tên gọi cũng như công dụng của chúng cho hai cô nàng biết. Cho tới khi cầm lấy cây rau mùi trên tay thấy Hiraku ngửi thơm quá nên hai con chó cũng muốn thử xem sao. Không ngờ vốn là loài chó không sợ trời không sợ đất thế mà vừa ngửi thấy mùi thì là hai vợ chồng nó liền bỏ chạy chối chết. Ấy vậy mà lại có loài thực vật đuổi được sói địa ngục du và tia phải về nhà nốt ngay vào công tác nghiên cứu thôi. Thu đủ nguyên liệu anh tính ra về nhưng nhìn qua nhìn lại nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy hai cô nàng đâu dù chuẩn bị đầy đủ hết các gia vị nguyên liệu rồi vậy mà cũng chỉ có lia ra phụ giúp anh nghe đâu mấy cô vợ cả của anh còn đang bận nghiên cứu loại thuốc trừ ma mới nghĩ ra không sao đông người thêm loạn có lia phụ giúp là đủ rồi anh cho dầu vào chảo rồi kêu nhỏ bỏ thịt vào chiên tiếp theo giã như các nguyên liệu khác trừ hạt thì là thịt chín vàng nhanh chóng gấp ra để không bị cháy quá phần nước thịt trong chảo để xào cho dậy mùi thì là làm tới bước này hiraku bắt đầu ngửi thấy rõ mùi cà ri rồi đó nhưng vẫn chưa xong anh cắt nhỏ hành tây tỏi gừng xào chúng lại với nhau làm sao cho khỏi bị cháy tiếp theo cho khoai cắt nhỏ vào xào chung. Nghe mùi thơm nước mũi các cô gái cùng hai con cún cũng bắt đầu bị cuốn tới hóng hớt. Làm xong phần sốt sẽ đổ muối cùng gia vị vào xào thêm một chút cho thịt đậu lành và một chút nước vào, sau đó chỉ cần đậy vung linh chín nữa là ok lao ánh chén được ngay. Tuy nhiên ăn cà ri mà không có bánh mì ăn kèm thì làm sao đúng vị được, trong lúc chờ đợi nồi cà ri anh bắt đầu nhào bột cho lia cán mỏng còn mình đem đi nướng. Vốn phải nướng trong lò cơ mà không có lò thì anh em dùng tạm cái đít chảo như này cũng được, quả nhiên đến cả cách nướng bánh của con cưng tác giả cũng độc lạ bình dương quá trời quá đất nướng xong cái bánh cuối cùng vừa hay đúng lúc nồi cà ri chín tới hiraku cho gọi mọi người tới dùng bữa và bắt đầu giới thiệu cách ăn dùng miếng bánh mì múc cà ri lên u là trời vào tới miệng vị cà ri nó mới thấm nhuần làm sao mặc dù có chút hơi e ngại trước món ăn lần đầu nhìn thấy cơ mà không ăn thì cũng chết đói mà anh ăn cũng có làm sao méo đâu nên các cô đánh quả liều ăn thử ai ngờ vẫn như các lần trước ăn một miếng là cả đàn bươm bướm thích mê luôn nhìn các cô gái ăn với tốc độ chớp nhoáng và đang xếp hàng lấy phần ăn thứ hai lo sợ sẽ phải ôm cái bụng đói meo mốc như hôm cơm nắm lần trước lần này anh rút kinh nghiệm mấy ẻm đẹp gái ơi nhớ chừa cho anh xíu nha du thử đưa cho hai con cún ăn không ngờ nó lại tiếp tục chạy mất dạng này lại có một món thêm vào bộ sưu tập nghiên cứu rồi đây nhìn cảnh ăn non nê của mấy cô nàng hiraku rất vui vì món cà ri của anh chạy tới vậy cơ mà khi nhìn vào cái chảo còn chừa lại một miếng cà ri anh mới nhận ra có dặn cũng như không này anh đành ăn tạm lấy hương lấy hoa là được rồi không cho ăn mà cứ sơ hở là đòi gia tăng dân số tôi cũng cạn lời với mấy bà luôn. Do sắp tới mùa đông Hiraku bắt đầu chuẩn bị củi lửa cũng như tích trữ lương thực dần từ bây giờ, mùa đông con nhện Jabuto sẽ ở trên cây ngủ đông. Anh liền mang cho nó một giỏ khoai tây tới làm thức ăn dự trữ cũng đồng thời nhờ nó may cho ít chăn ấm đệm êm. Anh nhờ đám lia sửa lại các vật dụng nhỏ bé, du và tia tranh thủ dùng ma thuật nướng thịt để dành làm thịt gác bếp. Trong mùa đông đám cún cũng không thể đi săn được nên anh phải chuẩn bị cả phần lương thực cho chúng nó nữa mặc dù trong lúc nướng thịt tia vẫn xảy ra vài sự cố với hai vợ chồng nhà chó nhưng xem ra chưa căng tới mức đích thân anh phải ra mặt giảng hòa còn bản thân anh cũng không ngồi chơi nhiệm vụ của anh là cần phải bảo vệ rau củ quả dự trữ ý tưởng anh có cả rồi chỉ cần cho rau củ vào mấy cái thùng này đắp vải tre lên và đợi tuyết rơi phủ trên mặt là xong không có tủ lạnh anh dai đành lợi dụng luôn đám tuyết ấy thôi nhìn đám du dùng ma thuật hiruka cảm thấy ngưỡng mộ lắm anh muốn bắt chước mọi người rồi làm trò con bò các kiểu nhưng mà vẫn là méo có kỳ tích xảy ra Tối hôm đó nghe Hiruka tự ti khi bản thân chỉ biết làm nông và nấu ăn, anh cảm thấy bản thân vô dụng hơn mọi người rất nhiều. Đứng trước sự tự ti của anh chồng đẹp trai Du một lần nữa khẳng định anh mới chính là nhân tố bí ẩn tài năng nhất. Chẳng có ai dễ dàng định cư được ở trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm thế này đâu, anh thật sự đã rất giỏi rồi đó chồng. Được vợ yêu động viên cái tâm trạng Hiruka lập tức trở nên tự tin khác bọt hẳn với thái độ ủ rũ khi nãy. Tuyết bắt đầu rơi phủ trắng xóa các mái nhà báo hiệu cho một mùa đông nữa chính thức bắt đầu. Ra bên ngoài nhìn thùng rau củ quả được tuyết bảo quản đúng như dự tính, lần này hiruka có thể an tâm cây cao gối ngủ đông trong nhà mà không cần lo lắng ở nhà mãi cũng chán anh liền tạo ra mấy thứ trò chơi như cờ vua cờ tướng cờ cá ngựa mặt trực để mọi người chơi cho đỡ buồn vì lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này hiraku không tránh khỏi việc phải giải thích luật lệ cho các cô gái đầu tiên là cờ vây mỗi bên một màu đến cuối cùng trên bàn màu cờ nào nhiều hơn thì chiến thắng thuộc về bên đó kể từ khi tới đây chưa được cơm bạc với nhau trận nào nên du và tia đành nhân cơ hội này so tài luôn Cơ mà mới vào được vài phút nhìn quân cờ trắng của tia áp đảo hoàn toàn quân đen thế này du thua chắc rồi em ơi. Vốn cái tính không chịu thua ai bao giờ bà nhanh chóng đưa tay gì xét lại cả bàn cờ bằng hành động chơi bẩn thế này đây. Hê hey hê hey như này không nhớ vị trí thì phải chơi lại rồi. Khoan đã cưng ơi chị lại trả đi dép vip trong bụng cưng rồi. Tia dùng ma pháp trong chốc lát đã khôi phục cả bàn cờ như trước. Này này dùng ma pháp như thế là chơi không đẹp đâu nhé. Cơ mà còn đẹp hơn cái hành động thua là hất tung bàn cờ của cô. Ở cùng hai em vợ này ồn ào quá Hiruka đành tạt té ra ngoài xem các đội bên ngoài đội của lia chơi khá bình yên kỳ lạ thay con cu do đứng bên còn nhận chân quân sư cho lia nữa kìa cứ tưởng nó ăn may thôi không ngờ quay đi quay lại anh đã thấy hai con cu do đang solo cờ tướng với nhau luôn rồi mà trong chúng chơi yên bình thế sao anh cứ cảm thấy tình trạng đang căng như dây đàn thế nhỉ bà du sau khi chơi bẩn với tia không thành ngứa ngáy quá đành qua phục thủ với cu do thanh niên không biết lượng sức mình kết quả bị nó cho thua sấp mặt lờ mà không dám chơi bẩn chỉ đành ngồi sầu đời ở một góc không lỡ để vợ buồn anh tính phục thù lại cho vợ bằng trò mạt trược không ngờ kết quả vẫn bị con cu do đánh cho thua tan tác không ngóc đầu lên được bằng bộ bài quốc sĩ vô song thập tam diện. Thôi thôi thế này mày chơi một mình đi chứ chơi thế này ai mà đỡ được. Chơi trò trí tuệ đủ rồi đổi sang bowling rèn luyện sức khỏe chút xíu và có vẻ như trò vận động sức khỏe này được mọi người hưởng ứng hơn những trò chơi trí não kia. Ngày hôm sau mọi người ra lấy rau củ quả về làm nồi lẩu Thái ăn cho đã cái nư, cứ như vậy mọi người yên ả qua đi mùa đông mà không hề nhàm chán thời gian nhanh chóng qua đi tuyết tan xuân tới rất thích hợp cho việc trồng trọt vụ mùa mới đột nhiên mới mở mùa xuân con nhện đã gõ tiếng mõ báo động quen thuộc thế nhưng lần này khi mọi người chạy theo hướng tiếng mõ chỉ lại không phải em lơ lai nào xuất hiện thay vào đó một con rồng đỏ hung dữ đang lao về phía ngôi làng của mọi người thấy con rồng chuẩn bị tấn công cả du và tia lập tức vào thế phòng thủ tuy nhiên ngọn lửa nó nhả ra quá mạnh và bắt đầu lan rộng ra khắp cánh rừng đám lia thấy tình hình không ổn nhanh chóng ra sức dập lửa Bên này Tia và Du vẫn đang tìm cách tấn công vì lớp kết giới của nó quá mạnh ma thuật của cả hai người không thể xuyên qua. Đứng trước thế ngàn cân treo sợi lông tơ, Hiroka dù không biết phải dùng cách gì để đánh lùi nó nhưng nhất định anh phải bảo vệ bằng được nơi này và mọi người. Đột nhiên hòa cùng với suy nghĩ mãnh liệt của anh một luồng sáng phát ra từ trong tay, tới khi anh nhìn kỹ hóa ra đó là một cây thương. Không thể để con rồng phun mồi lửa thứ hai Hiroka dồn hết sức ném cây thương thẳng về phía kết giới, mũi thương lao đi như xé gió va chạm với kết giới lập tức tạo ra thế trận rung chấn cực mạnh sau cùng màn kết giới trước mũi thương vẫn không nhằm nhò gì nó sẽ tan kết giới thừa thắng xông tới đâm thẳng vào cánh của con rồng ngay sau đó nó vòng ngược lại biến thành của khoai tây bay vào tay Hiruka, ném nhát thứ hai anh thành công hạ đo ván nó hoàn toàn khiến con rồng rơi thẳng xuống khu rừng nhìn con gatni to khủng bố nằm gục ở đó anh thắc mắc hỏi mọi người đã từng xảy ra chuyện như thế này hay chưa du cho biết có trường hợp bị gatni tấn công nhưng con to như này là lần đầu tiên mọi người thấy không có khả năng nó bị người khác điều khiển nếu thế nó sẽ không bao giờ đi một mình như vậy hay túm lại đây là trường hợp hy hữu trùng hợp mà thôi mà chuyện quan trọng hơn anh muốn hỏi con rồng này có ăn được không nhỉ cơ mà anh em quên rồi sao với bàn tay vàng trong làng bếp núc anh minh của chúng ta thịt gì mà chả chế biến ngon lành đùi rồng anh đem đi nướng với gia vị thịt lạc bọc lá rồi hấp đuôi mang đi hầm với rau chỉ vài đường cơ bản một bàn ăn thịnh soạn đã được anh làm đâu ra đấy lần đầu tiên ăn thịt rồng nhìn bề ngoài ra thịt nó cứng cáp thế mà khi ăn vào lại mềm ra như tan chảy luôn trong miệng và nhờ vậy tất cả mọi người lại có một bữa ăn lo tới tận hôm sau tại thời điểm mọi người đang oánh chén linh đình thì ở ma quốc gai gắt tứ thiên vương đang bàn về việc con Gatni bị giết người có thể hạ gục một con quái thú đang gờm như vậy chắc chắn không bình thường nó đang làm tứ thiên vương của vương quốc này vô cùng đau đầu trong việc tìm cách đối thủ đáng gờm này tại hang của dore một người đàn ông cũng đang bàn luận với một con rồng băng về nhân vật hạ gục rồng lửa sáng hôm sau nhìn vườn nho sai chữ quả hiraku cùng các cô gái bắt đầu thu hoạch để chế biến rượu sake nhìn các thùng chất nho đầy áp hiraku kêu mọi người hãy lên giận nó còn anh sẽ ở dưới hứng nước nho vào những cái thùng này cơ mà để dẫm lên đồ ăn hẳn phải can đảm lắm nha lúc đầu các cô nàng chưa quen tia còn té ngã sấp mặt vừa hay để lộ ra cảnh bỏng mắt thế này đây để mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc di chuyển lia đề nghị hãy sử dụng bài hát ra ám hiệu mà tộc elf hay dùng ngay sau đó các cô gái vừa hát vang vừa đi xung quanh giận nho vui vẻ vô cùng vui như này không góp vui thì phí lắm du liền kéo cả anh nhà tham gia cùng dàn hợp sướng luôn sau màn dẫm nho nhiệt tình hết sức mọi người thu hoạch được tổng 16 thùng nước nho Bây giờ chỉ cần đợi vỏ nho lên men nữa là thưởng thức rượu vang được rồi. Lúc đầu Hiraku cứ nghĩ như này nhiều quá, nhưng khi nhìn thấy độ hào hứng của mấy người đẹp anh chợt có cảm giác 16 thùng này không bao giờ đủ. Ở chỗ thượng đế quan sát thấy Hiraku vẫn sống bình an vô sự ông mừng lắm, ông quay sang xin phép cô con gái là thần nông tha cho mình. Với lòng nhân ái vô độ cô gái không chịu tha thứ vì ông dám đẩy một người vô tội vào khu rừng chết như thế này. Điều cay cú hơn tại sao Hiraku lại tạc tượng thần nông cô thành một bức tượng ông già cổ lỗ như thế này là sao? không chút giận được lên anh chàng vô tội Hiraku nên thần nông chỉ còn cách chút hết cây cú lên người lão cha già thượng đế của mình. Đen thôi đỏ quên đi có cô con gái tính nóng như kem thế này thì ổng không chịu cũng phải chịu. Hôm nay con nhận đang đan sợi lại gõ mõ rồi giết tít mù làm Hiraku vác cả thương gia đề phòng. Tuy nhiên cứ lần nào phòng bị là quái thú không thấy đâu chỉ thấy một em lo ly nữa đang bị lũ chó ức hiếp. Nhìn cảnh này quá quen thuộc anh cũng đoán được chuyện gì sắp diễn ra rồi, không ngoài dự liệu cô gái này tên Flora em họ của du thuộc tộc ma Cà rồng lo sợ chị gái chạy theo ả điên hắc ám không thành công nên nhỏ mới lên đường tìm du ấy mà nay thì được lại thấy du cùng ả điên hắc ám tia chung sống hòa thuận thế mới ả ma canada hiện tại ả đang ở sau lưng nên em nó cũng đang hãi toát hết mồ hôi hột ra đây này flora quay sang đánh giá ông anh rể của mình và nhỏ chỉ cảm thấy anh trông yếu ớt thế này làm sao bảo vệ được chị gái này em đừng nhìn mặt mà bắt hình rong nhé du bắt đầu kể ra các chiến tích hào hùng như hạ gục Wenry hay cầm đầu băng đảng sói địa ngục của chồng mình cho flora nghe kết quả nghe xong nhỏ khâu trần trừ cam bái hạ phong anh ngay lập tức anh rể xin nhận một lại của tiểu muội có mắt như mù này một lại đó coi như lời xin lỗi vì coi thường anh hiraku kêu nhỏ không cần khách sáo làm gì nhưng mà khoan đám cu do là sói hay sao bấy giờ anh mới biết đó không biết mà dám sống cùng ma thú cũng chỉ có anh làm vậy thôi nhà không có gì ngoài đồ ăn thức uống nên anh liền bày ra một bàn ăn thịnh soạn chiêu đãi em vợ cũng giống như mọi người flora vừa ăn cái đã nghiện hơn thuốc viện mặc dù nghe anh giải thích về mấy món ăn nhỏ có hiểu méo đâu nhưng với cái tinh thần ham học giống du nhỏ cũng mở thiết bị ra nốt lại trước còn đâu nghiên cứu sau. Flora ở đây vài ngày sau đó xin phép nói là về nhà chuyển đồ di cư tới đây, một tháng sau nhỏ này quay lại vali không thấy cái nào chỉ thấy một dàn hầu gái theo sau. Đã vậy còn hào phóng bò nốt cho anh vài con bò sữa để làm sữa uống hoặc chế biến thành bơ. Tia nhận ra ở đây hầu gái cũng nhiều, elf càng không thiếu, ngay cả đám động vật cũng có bầy đàn của nó, mà nhìn lại mình nhỏ mới phát hiện chỉ có mình là thiên thần duy nhất ở đây. Kem miếng khó chịu, nhỏ khâu trần trừ xin phép Hiraku cho mình rời đi vài ngày. Sau đó nhỏ mang về một vài người của tộc thiên thần cùng với ba đại diện của người thần lằn. Họ thậm chí còn mang con gà mái tới làm quà đáp lễ. Không phun được lửa nhưng còn việc đẻ trứng thì miễn chê. kể từ sau hôm đó nhờ có dàn hầu gái quét dọn mà nhà cửa lúc nào cũng tương tất. đặc biệt nhờ vào việc sự chỉ dạy hết mình của Hiraku mà tay nghề nấu nướng của họ lập tức tăng vọt lên level max. Sau vụ của Govi, việc canh gác khu rừng được giao lại cho ba cô gái thiên thần tia đưa tới. Ba người thần lằn phụ trách giúp anh trong việc xây dựng nhờ có họ mà các công trình thi công được đẩy nhanh hơn rất nhiều không chỉ dừng lại ở mức độ đó hôm nay lia lại mang về rất nhiều dân làng tộc elf đang lưu lạc gần đây hiraku thắc mắc tại sao toàn là gái mà không thấy thằng con trai nào hết vậy do ở đây không có con trai nên lia không thể đưa về nhưng mà nhỏ vẫn khăng khăng khẳng định chỉ cần tăng dân số lên là mọi chuyện sẽ được giải quyết cơ mà tăng bằng cách nào thì hiraku méo dám hỏi đâu Hôm sau Hiraku cho triệu tập mọi người vì có chuyện cần tuyên bố, lúc trước có mình anh với khu vườn thì không sao, nay bỗng chốc dân số tăng vọt nên anh quyết định sẽ đặt tên cho ngôi làng này. Mọi người đề nghị hãy đặt theo tên của anh nhưng mà gọi ra anh thấy không hay cho lắm. Flora đề nghị đặt theo tên khu rừng chết có từ sẵn đi, nhưng mà nghe đáng sợ quá liền bị cho out ngay tót đầu. Ngay sau đó các cái tên mọi người nghĩ ra đều bị loại ngay từ vòng gửi xe vì mang đậm mùi chết chóc quá. Đúng lúc đó con nhện giơ tay phát biểu ý kiến, theo chỉ dẫn của nó Hiraku mở cánh cửa ra vừa nhìn thấy cây đại thụ luôn dõi theo ngôi làng hiraku quyết định đặt tên làng thành taiju có nghĩa là đại thụ tối hôm đó để chúc mừng cho ngôi làng taiju mới khánh thành hiraku đã mở tiệc chiêu đãi mọi người bằng mẻ rượu vang đầu tiên có làng thì tất nhiên không thể thiếu trưởng làng không hẹn mọi người đều cùng nhau hô to gọi anh là trưởng làng của làng taiju thấy anh ngại ngùng du khẳng định lại trưởng làng của làng đại thụ chỉ có mình anh xứng đáng không phụ lòng mọi người hiraku đồng ý sẽ tiếp nhận vị trí trưởng làng này và anh nhất định đưa ngôi làng của mọi người ngày một phát triển hơn Tối hôm đó trong buổi party mọi người đều vui hết mình uống tới say mềm vẫn muốn uống tiếp, nhìn mọi người vui vẻ tới vậy Hiraku cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, ngôi làng mới cùng với chức vị trưởng làng đang gánh trên vai, mọi người tin tưởng anh như vậy Hiraku càng tự nhủ động viên mình phải cố gắng nhiều hơn nữa không thể để mọi người phải thất vọng. Sáng nay sứ giả của Ma Vương đột nhiên tìm tới làng Đại Thụ xin được gặp trưởng làng, đây là công việc đầu tiên dưới thân phận trưởng làng nên Hiraku tự dặn nhất định phải cẩn thận mọi bề. Ông sứ giả Bizen sau khi xác nhận chính xác Hiruka chính là trưởng làng liền bày ra lòng giao hảo khi tới đây. Ông đưa tặng anh một chai nước chưa rõ công dụng nhưng cũng phần nào bày tỏ rõ tấm lòng bên phía ma vương. Chuyện thứ hai sứ giả muốn bàn về khu đất này. Hiruka nhớ tới lần đó dù có nhắc khu đất này thuộc về ma vương lẽ nào ông ấy muốn anh phải đóng thuế mỗi năm hay sao. Quả này trăm phần trăm rồi ở đâu có cửa kinh doanh phờ di trên đất của người ta bao giờ. Lo sợ nếu để bên kia nói yêu cầu trước bên mình sẽ bất lợi, anh nhanh chóng tự mình đề xuất kế hoạch mỗi năm sẽ đóng thuế 10% cho ma vương. Iraku đang nghĩ tới cảnh bị từ chối thẳng thừng ấy thế mà bên phía sứ giả nghe xong tỏ ra vô cùng bất ngờ. Đặc biệt ông ấy còn đồng ý ngay đề xuất này. Đôi bên liền đi vào viết ngay cái hợp đồng có giá trị hiệu lực từ hôm nay. Trong đó yêu cầu phía Ma Vương phải đến lấy lương thực trước mùa đông, hơn nữa 10% ấy chỉ trong phạm vi nông sản trên ruộng. Sứ giả xem qua không có vấn đề gì ok la ngay rồi xin phép ra về trước. Lúc này mọi người bắt đầu suy xét đến các vấn đề nêu trong hợp đồng. Mọi người đều thấy đề xuất này thật cao tay vì nhận thuế của làng rồi Ma Vương cần phải bảo kê cả làng đại thụ. Hơn nữa tia không ngờ anh có thể đàm phán chỉ với 10% vì bình thường phải lên đến 50-60% đó. Cô hầu gái An cảm thấy phần đề xuất mỗi năm đến lấy một lần trước mùa đông không tồi chút nào, vì như vậy bọn họ sẽ không biết được tổng sản lượng thu hoạch của ngôi làng là bao nhiêu. Hay nói ngắn gọn màn giao kèo này với ma vương bên làng đại thụ lãi nặng rồi. Mọi người hết lời khen ngợi không hổ danh là trưởng làng đẹp trai xịn sò con bò nhất hệ mặt trời không bao giờ làm mọi người thất vọng. Còn với du cái cô nàng quan tâm nhất là chai nước được biếu này thôi, theo như nhỏ biết nước này là thuốc chữa bách bệnh đó nha, Ai không biết tưởng ma vương đang muốn lấy lòng Hiruka nữa kìa. Lúc này sứ giả địa ngục đang ngồi kể lại chuyện tới ngôi làng đại thụ cho tứ tà vương. Mà đúng là bọn họ tính đến lấy lòng Hiruka thật. Ai ngờ đến thấy anh hòa nhã lại dễ dàng chịu quy phục khiến họ càng thêm sợ hãi. Dù thấy nghi ngờ lo sợ anh đang có ẩn ý gì khác, nhưng không chấp nhận thì không được vì Bizen thấy ở đó có cả công chúa ma cà rồng và thiên thần hủy diệt đi theo hộ tống Hiruka. Ngoài ra còn có một đàn sói địa ngục cùng rất nhiều các elf cùng đoàn binh lính khác người dẫn ông ta tới thậm chí còn là bộ ba sát thủ nổi đình nổi đám trong làng giết chóc của tộc Thiên Thần. Lúc đó ông còn nghĩ mình ngủ củ tỏi một đi không trở về rồi, vậy nên nếu từ chối lời mời tham gia binh đoàn quân lính Ma Vương của anh chắc chắn sẽ khiến đôi bên hình thành địch ý không đáng có. Không những thế nhìn thấy hộp quà đáp lễ của anh bọn họ càng sợ hãi hơn suy đoán lẽ nào có hạ độc trong này. Anh chàng tóc tím gỡ mặt lạ nhìn thấy táo đẹp quá không kìm chế nổi xung phong thử độc trước, cái đậu xanh rau má sao lại có thứ ngon tới này cơ chứ? Cơ mà khoan khi Bizen cầm cái khăn đựng quà lên mới phát hiện ra bí mật sốc hơn, này không phải khăn do nhện quỷ đan hay sao? Khoan khoa nhìn kỹ lại phải là chúa quỷ mới đúng nó là con nhện có sức mạnh sánh ngang với ma vương. Không chỉ có trưởng làng đáng gờm đã đành bây giờ các thuộc hạ toàn là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ca này khi đôi bên giao chiến thì đánh đấm cái mẹ gì nữa, rô dân rén quá một lần nữa tự nhủ mau xin nghỉ việc thôi may ra còn giữ được cái mạng quẹn Hôm nay tộc trưởng tộc rồng Dorem tới đây cùng thuộc hạ của mình, anh chàng người hầu dâng lên món quà mọn để tỏ thành ý với làng đại thụ trong mấy thanh kiếm chuẩn hàng ria này đủ biết người ta có thành ý cỡ nào rồi họ giới thiệu mình sống trong lâu đài phía nam ngọn núi mặc dù không gần nhưng vẫn coi như láng giềng của nhau nên họ tới chào hỏi một tiếng hiruka biết đạo lý khác tới nhà chơi phải mời vào nhà cơ mà với cái thân hình của vị khách này đến lâu đài ma vương cũng không chứa nổi anh chàng tóc vàng ra lệnh cho con rồng mau biến nhỏ lại đi với một phép biến hóa nhỏ chân thân ông chú trung niên của con rồng đã hiện ra nó lần nữa giới thiệu lại tên tuổi sao mà hiraku có cảm giác nó đang cận trọng hết mức khi giao tiếp với anh thế nhỉ mời khách vào nhà Hiruka mang rượu ngon bánh ngọt hoa quả tươi ra thiết đãi. Dorem vừa ăn liền u mê không lối thoát nằng nặc muốn ở đây mãi mãi. Không được đâu bé ơi, Gucci kêu ổng phải về bảo vệ lãnh địa nếu không muốn bị sa thải. Hơn nữa nếu ở lại mọi người trong làng cũng cảm thấy rất phiền. Nếu ổng muốn lần sau quay lại vẫn được đón tiếp nhiệt tình thì nên ngoan ngoãn quay về cùng anh thôi. Sau khi đám Dorem rời đi cộng thêm cả lần viếng thăm của sứ giả hôm trước Hiraku bắt đầu suy tính tới việc chỉnh chu hơn trong việc tiếp khách. Đứng đón khách ngoài cổng mãi cũng không tiện mà mời họ vào nhà càng không tiện hơn, suy đi tính lại xây thêm một cái nhà khách là phương án hợp lý nhất. Hiraku vốn muốn xây một căn nhà khách bé thôi nhưng Lia không đồng ý. Theo như cô ấy biết việc mọi người từ xa tới đây thường đi theo bài đàn, hai lần trước không đi đông không có nghĩa các lần sau vẫn như vậy. Phòng bất chắc nhỏ muốn xây ngôi nhà có sức chứa cho 30 người, tầng một dùng cho việc tiếp khách, tầng hai làm phòng nghỉ cho những vị khách ở xa ngủ lại. Cứ như vậy mọi người tiếp tục bắt tay xây thêm một cái nhà khách to trà bá đầy đủ tiện nghi. Mọi lần việc báo động được giao cho con nhện Jabuto nên lần này anh cải tiến cho nó một cái chuông báo động mới cho sang. Việc tuần tra đưa khách tới nơi vẫn giao cho ba cô nàng sát thủ. Vốn trong đề xuất ra tiếp khách gồm có Hiraku vợ và Tia, tuy nhiên đám cô hầu gái An và người thần lằn không tán thành, kẻ địch có thể trà trộn làm khách bất cứ lúc nào. Lo lắng của mọi người khá có lý nên việc đón khách được thay đổi, ngoài ba người sẽ có thêm đám Lia và người thần lằn theo sau bảo hộ. Flora muốn thêm vào chân đón khách nhưng Hiraku kêu nhỏ ở lại đây đón khách ở trong này giúp anh nhỏ con có ý muốn canh gác thâu đêm giúp anh nếu như khách ở lại hỏi ra mới biết chị em nhà maka rồng có khả năng thức thâu đêm xuyên suốt mấy ngày cũng không buồn ngủ vừa chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi hết các thứ làng đại thụ lập tức được đón tốt khách thứ ba lần này là các thú nhân tới từ làng hô linh ở ngọn núi phía nam đại diện tên gup của họ tỏ ý muốn tới đây lập tình hữu nghị với làng taiji nhận ra mấy người này có điều giấu giếm du sung phong kêu hiraku từ từ hãng ra mặt cứ để mình xử lý bước đầu trước Cô hỏi gup ở đây có phải toàn bộ những người đi theo anh rồi hay không sau khi thanh niên ấy khẳng định ở đây đủ hết những người đi cùng anh rồi. Ô thế thì chắc hẳn những người không có ở đây phải chăng là kẻ địch hay sao? Bay đâu dẫn ra mau, Guf nhìn thấy hai người được đàn sói dẫn ra liền hãi hết hồn khiếp vía rồi rít xin lỗi do mình không chú ý. Đấy phải cẩn thận vào chứ, không vào làng này mà đi lung tung bị hiểu lầm rồi đến lúc làm mồi cho thú cưng nhà tôi lúc đấy không trách ai được đâu. Sau khi biết làng này tay mắt khắp nơi nên đám thú nhân này cũng không dám lộng hành nữa. Thế nhưng mấy người đó vừa vào trong phòng lập tức bị các cô gái cài then khóa chốt ở bên ngoài vì bọn họ đi giao hữu mà không quả cáp gì nên cách đối xử cũng phải khác một tí không những thế ngay cả bàn tiệc thiết đãi khách cũng không giống hai lần trước và đặc biệt họ còn không được uống rượu nhìn bàn ăn đạm bạc hiraku cảm thấy rất có lỗi nên ra giết thuyết phục các cô gái cho họ thêm chút rượu nề mặt anh dai các cô nàng đồng ý nhưng mà giới hạn mỗi thằng chỉ được uống hai cốc không hơn trong lúc mọi người ăn uống hiraku đi tới tìm hiểu thêm về làng hâu linh và mục đích bọn họ tới đây làm gì làng hâu linh cũng được xem như một ngôi làng hình thành lâu năm Bọn họ sống ở phía nam nhờ vào việc săn bắt và khai thác mỏ mang đi trao đổi với con người phía bên kia sông. Dạo gần đây xảy ra nhiều biến cố không báo trước nên việc giao thương thành ra bị trì trệ, không thể sinh tồn ở nơi đó nữa. Bọn họ quyết định đi tìm mối giao dịch mới. Nghe thuộc hạ của Ma Vương tiết lộ ngôi làng này mới thành lập nên bọn họ tới đây thử xem sao. Việc để hai tên mai phục ở ngoài là phòng bất chắc. Nếu có chuyện gì hai người ấy sẽ chạy về thông báo lại với người trong làng. Sau khi xác định đám người thú nhân này không có địch ý đôi bên tiến hành bàn bạc cho việc giao thương, bên phía hô linh không dùng tiền tệ và cũng không có gì ngoài khoáng sản nên chỉ có các bát đũa bằng bạc đem đi trao đổi bọn họ cũng chỉ xin đổi lấy lương thực từ làng Taiju. bên phía gúc có thêm một yêu cầu nữa việc tới tận đây đối với tộc thú nhân là chuyện vô cùng khó khăn nếu có thể họ mong làng taji sẽ qua đó vì dù gì mọi người cũng thông thuộc địa hình của khu rừng hơn bọn họ vừa hay trong làng không có ai tạo ra được những chén bát sang trọng ấy mà việc qua đó giao hàng cũng không phải chuyện gì khó khăn anh có thể nhờ lũ cu do kéo xe giúp cứ như vậy việc giao thương nhanh chóng được ký kết lúc ra về đôi bên bắt tay nhau tượng trưng cho tình giao hữu mới được thành lập guf cũng xin lỗi vì mình đi tay không tới đây mà không mang theo quả cáp ở làng của họ không có tục lệ này hơn nữa làng bọn họ ngoài đồ dùng gia dụng cũng không có thứ gì nữa tiền tệ không có nên muốn mua thứ khác làm quà càng thêm khó khăn hiraku kêu guf không cần băn khoăn gì về vấn đề này với anh tấm lòng luôn đặt lên trên vật chất cuối cùng ngày trao đổi hàng hóa giữa đôi bên đã tới hiraku muốn đích thân đi trao đổi vừa hay xem thế giới bên ngoài cánh rừng ra sao dù vậy mọi người nhất quyết không đồng ý bởi ai lại để trưởng làng tùy tiện rời đi theo như bốc Tham Tiêu phải thay trưởng làng tới trao đổi, đi cùng còn có mấy anh thần lằn cao to lực lưỡng hộ tống an toàn tuyệt đối. Vốn đi tới đó phải mất 10 ngày nhưng với một thùng rượu Dorem chấp nhận chở mọi người một chuyến. Kể từ sau hôm đó ổng rất hay ghé vào làng chơi vì đã chết mê chết mệt với rượu vang của làng. Lần nào Gucci cũng phải làm cu li cõng ổng về trong bộ dạng say không biết trời đâu đất đâu. Với thân phận tỷ phú một phương ông ấy thường rất hay mang vàng bạc châu báu đồ trang sức tới đổi rượu. Lần này hạ mình đi cùng lệ phí cũng chỉ xin một thùng rượu thôi ở chỗ làng thú nhân mọi người đang lo lắng không biết làng Taiju có đến không. Cơ mà đi ship hàng bằng rồng kiểu này đúng chỉ có làng Taiju làm được thôi. Chẳng mấy chốc tia đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trong lúc trao đổi có một vài sự cố nhỏ nhưng không nhầm nhò gì cô xử lý hết rồi. Đặc biệt làng Linh có thêm mong muốn hỏi xin Hiraku có thể chứa chấp một số người dân của làng muốn di cư tới đây. Khoảng 20 người toàn bộ đều là các cô gái. Hiện nay làng chưa đủ nhân lực nên tiếp nhận thêm người không vấn đề gì. Tuy nhiên theo suy xét theo tỷ lệ cân bằng giới tính của làng bây giờ đang thiếu nam giới trầm trọng. Hiraku đành ra một yêu cầu khác với họ, nếu họ có thể gửi tới ba nam nhân trẻ tuổi tới cùng anh sẽ nhận cả 20 người kia. Vài ngày sau các cô gái của làng Hâu Linh nhanh chóng di cư tới đây, trông bọn họ khá e rè nhưng mọi người nghĩ mới tới nên vẫn ngại thôi. Còn về ba chàng trai trẻ họ cũng mang tới rồi đây, u là trời rồi trẻ tuổi tới mức thành trẻ trâu thế này anh giai nhà ta đỡ thế méo nào được. Như này làm sao san sẻ trách nhiệm gia tăng dân số với anh giai đây các cô gái mới vào làng sau khi quen dần cũng trở nên mạnh dạn hơn nhiều cơ mà khi đối diện với mấy con thú cưng nhện quỷ với sói địa ngục vẫn phải xỉu cắp xỉu đao vài lần mới quen được mấy đứa trẻ con được đưa theo ngày ngày nô đùa càng khiến ngôi làng trở nên náo nhiệt hơn hiraku phát hiện mấy cô gái của tộc thú nhân cũng có thể sử dụng ma pháp như mọi người ngay cả mấy con cu do zabuto hay tới cả con ong cũng phun lửa biểu diễn siếc được chắc chỉ có mình anh mãi mãi không sử dụng được món đó thôi sena an ủi anh đừng bi quan như thế vì mấy đứa nhóc này cũng giống anh chưa biết sử dụng ma pháp đâu có gì cứ từ từ học tập cùng chúng nó không đi đâu mà vội mà vàng dù vậy sao anh có cảm giác mình sẽ thua toàn tập trước mấy nhóc miệng còn hôi sữa này cho mà xem tuy nhiên chỉ thất bại trong vấn đề ma pháp thôi chứ mấy thứ khác anh đây ao trình được hết như lúc này đây cô gái sát thủ chạy tới thông báo đang có hai con rắn gấu hàng đại đang giao chiến ở gần khu rừng không hề lo sợ chúng phá hỏng cánh rừng như cô gái cái anh giai nhà ta quan tâm lúc này chỉ là thịt rắn với thịt gấu ăn có ngon hay không ngon hay không cần phải thử mới biết mau mau dẫn tôi tới chỗ đó xem sao quả nhiên anh giai nhà ta thứ hai không ai dám nhận thứ nhất với một đòn chém nhẹ như lông hồng hai con rắn gấu lập tức gục ngã không thể phản kháng lấy một đòn mọi người chứng kiến sức mạnh ấy càng thêm phần khâm phục vị trưởng làng của mình mang hai con về tới làng anh bắt tay vào đun nước vặt lông chế biến chúng thành các món ăn độc lạ gấu hầm rượu ăn có vẻ hơi tanh không ngon như mong đợi nhưng được cái rắn chiên giòn lại phần nào vớt vát lại món gấu kia của anh cái vị rắn chiên sao mà nó giống vị kfc quá trời quá đất nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó hiraku tới căn cứ nghiên cứu tìm flora anh muốn xin vị tiến sĩ phích vài loại thuốc khử trùng để diệt các sinh vật có hại cơ mà loại thuốc nhẹ thôi chứ không mạnh quá lại tào tháo đuổi thì chết cả lũ nhân tiện hiraku hỏi xem vấn đề làm canh miso nhỏ đang nghiên cứu tới đâu rồi nhắc tới flora chỉ muốn khóc thét bởi không những không thành công mà nhỏ còn phải tự mình sửa lại cái tròi sau vài vụ nổ nữa kìa thôi thôi không sao chớ thấy sóng ngả mà ngã tay trèo có gì nổ nhiều quá anh sẽ hạ mình giúp nhỏ một tay nhưng mà trước tiên phải làm món của ngày hôm nay trước đã Đầu tiên đi lấy vài quả trứng đập vào tô, cho thêm muối giấm cứ thế đánh lên, tới lúc thêm dầu vào là thu ngay được món ôn chấm gà KFC hay rắn trên thì chỉ có hết nước chấm. Như đã hứa Hiraku tiện tay giúp Flora trong cách chế biến súp miso cho con bé nó bớt căng thẳng, đầu tiên luộc chín đậu nành dã nhuyễn ra cho muối sau đó vo tròn nó lại, cuối cùng ép vào thùng đợi lên men là ăn được thôi, nhưng mà khoảng thời gian chờ đợi khá lâu vì nó có thể lên tới 5, 6 tháng. Hai người vừa làm xong du chạy tới thông báo làng lại có thêm vài vị khách mời cần Hiruka lên đón tiếp. Nhân tộc ma tộc thú nhân tộc đủ cả rồi lần này tới tộc người lùn ghé thăm, dẫn đầu tộc người lùn là người có tên Donoban, tiếng lành đồn xa nghe nói ở đây có loại rượu thượng hạng uống một lần nhớ mãi không quên nên bọn họ muốn được nếm thử. Với Hiraku chuyện này không thành vấn đề nhưng với các cô gái không có quà thì một giọt cũng không được đụng tới. Hiểu ý các cô nàng Donoban thú thật ông không có tiền đổi lại ông có kỹ năng làm rượu lão làng, ở đây nông sản rất tốt chắc chắn có thể tạo ra các loại rượu thượng hạng khác không kém gì rượu vàng. Vừa nghe tới rượu các cô gái tất nhiên là u mê quên luôn chuyện tay không ghé chơi của các người lùn. Họ quyết định cho ông thử sức trước xem tay nghề có giống như những gì vừa giới thiệu không. Qua vô số công đoạn cầu kỳ loại rượu ngô đầu tay của đám Donovan thành công ngoài mong đợi. Hiraku uống thử nó ngon đấy nhưng mà hơi nặng đó nha. Ngay sau đó tộc người lùn được cho phép ở lại làng để chế biến ra các loại rượu khác. Nhân đây Hiraku tổ chức bữa tiệc chào mừng các cô gái thú nhân cùng tộc người lùn luôn. cả Dorem cũng ghé qua tham dự. Do cứ uống say là ổng lại tính làm trò con bò các kiểu. Người dạy làm cho người khôn xấu hổ. Trước khi bị mất mặt Gucci tiếp tục hóa thân kiếp Kuli trói ổng đem về trước. Trong lúc ngồi uống rượu cùng Donoban Hiraku chợt nhớ ra thế này làng Taiji chính thức có con trai trưởng thành gia nhập. Anh đánh tiếng hỏi xem có cô gái nào lọt vào mắt xanh của ông không. Tất cả đều rất xinh đẹp nhưng gu của ông phải cao to đen hôi nhiều dâu một tí cơ. Này gu của ông mặn mỏi dữ vậy cha. Ngày hôm sau Hiraku đang thư thả vác quốc gia đồng chợt phát hiện lại có một con rồng chán sống lao tới chỗ anh. Lập tức biến ra cây thương quen thuộc anh muốn làm món thịt rồng part 2. Tuy nhiên anh chưa kịp ra tay Dorem không biết từ đâu lao tới húc thẳng vào đầu con rồng đó. Ô hay nhỉ anh dai còn đang nghĩ lẽ nào long tộc đang nội chiến thì bất ngờ con rồng trắng thứ ba hung hăng lao tới thẳng chỗ anh. Lần này không vung thương không được rồi Hiraku thẳng tay ném cây thương về phía rồng trắng. Lần một nó có thể né được nhưng lần hai anh quyết không để nó thoát. Cơ mà vào lúc anh tính hạ đo ván con rồng đó, Gucci đã hốt hoảng ra chặn lại xin anh hãy cứ bình tõm họ không phải kẻ địch đâu. Khi đôi bên dần bình tĩnh lại Gucci giới thiệu đây là phu nhân và tiểu thư của long tộc cũng tức là con gái và bà vợ quyền lực của Dorem. Thì ra đợt này do ổng đam mê uống rượu của làng nên cứ tối lại lén ra ngoài, hơn nữa mỗi lần đi lại mang theo rất nhiều châu báu và phải đến sáng mới về nghi ngờ lão chồng già đi Tây vịn hoặc nuôi bồ nhí bên ngoài nên hai mẹ con mới bí mật theo dõi tới đây mới phát hiện ra ổng đang làm con sâu rượu ở nơi này hơn nữa suy xét lại với tính cách của lão chồng mình có cho thêm 10 lá gan cũng không dám đi ngoại tình nên phu nhân rồng có vẻ đã yên tâm hơn sau tất cả chỉ là hiểu lầm không đáng có đôi bên xin lỗi về sự cố vừa rồi và hiraku lại quay về làng tiếp tục công việc chứng kiến những gì xảy ra phu nhân rồng rất nhanh đã hiểu ý của chồng mình với một kẻ mạnh như vậy đúng là họ nên kết thân sẽ có lợi hơn rất nhiều nhớ lại mũi thương vừa rồi nhờ có con nhện quỷ bằng hữu sư ra tay cứu giúp chứ không lúc đó bà đã ăn chọn mũi thương đi đời nhà ma rồi chứ làm gì có cơ hội mà đứng ở đây để tăng thêm tính giao hữu giữa đôi bên hai người quyết định đưa con gái ra ti tới sống ở ngôi làng này với mọi người kêu mang người lạ còn được chứ nói gì tới con gái của người quen hiraku đồng ý ngay không cần suy nghĩ thêm bất cứ điều gì ra ti rất nhiệt tình chịu khó thân thiện nhưng với tiếng tăm lừng lẫy của long tộc đến cả đám cu do cũng có phần kiêng rẻ chứ đừng nói tới đám gà hay đám bò xung quanh hơn nữa với sức mạnh vô biên thế này cộng thêm sự nhiệt tình chỉ có kết quả thành ra phá hoại mà thôi đụng đâu hỏng đó thế này xem ra Zati ti không hợp với việc nhà chút nào tia gợi ý long tộc ngoài sức mạnh tri thức cũng không kém phần long trọng họ nổi tiếng có trí thông minh đỉnh cao trong các giới đó cứ như vậy hiraku quyết định giao cho Zati gia ti công việc đàm phán trong các vụ giao thương lần trước tới nhìn thấy công chúa ma rồng cùng thiên thần hủy diệt bizen đã sợ xón cả ra quần rồi nay lại có thêm công chúa long tộc thế này các cụ ơi con cũng có một cái mạng thôi chứ có nhiều nhạn gì đâu mang tiếng là trao đổi hàng hóa mà ổng hãi toát mồ hôi hồ rồi nên có đề xuất được cái vẹo gì đâu thôi thôi nhỏ đưa cái gì cứ cầm về cho nhanh gọn lẹ chứ ổng hết chịu nổi rồi có biến là phải nhanh chóng trở về bàn bạc với các anh em ở nhà nghe tới mức độ nguy hiểm của ngôi làng càng lúc càng tăng rô dân đề nghị hay gửi mật thám tới đó nhưng mà như lộ ra coi như xong đời luôn không ai có thể tin tưởng hơn người nhà bizen quyết định về tìm con gái bàn bạc chuyện này hiểu cho nỗi lo của cha Florem không e ngại chấp nhận tới đó do thám tình hình quân sự. Florem có nghe cha nói qua về những sự việc không tưởng ở đây, tuy nhiên mới lần đầu gặp mặt đã thấy ra ti công chúa bạo lực của Long tộc ra đón tiếp thì bất ngờ hơn dự tính của nhỏ rồi đó. Khó hiểu hơn tại sao công chúa Long tộc lại vui vẻ làm tiếp thị giới thiệu nông sản không công ở nơi này vậy. Vì phải đi tiếp sứ giả của làng Howling nên Florem tạm thời tự mình đi quan sát một lát. Vừa hay nhỏ nhân cơ hội này đi thám thính xung quanh một lượt, nhỏ phát hiện trong làng có đầy đủ các chủng tộc thú nhân cho tới tộc người lùn. Này đã khó nhằn lắm rồi mà còn có cả sự hiện diện của công chúa ma cà rồng cùng thiên thần hủy diệt thế này chỉ có mà hết cứu. Tới khi nhỏ nhìn thấy đội quân quỷ nhện cùng đàn sói địa ngục liền chắc chắn nơi này mà nhận mạnh số 2 không ai dám nhận mạnh thứ nhất. Lúc đầu Florem cứ nghĩ công chúa long tộc Gia Ti đứng đầu đội quân này, sau đó mới biết trên cô ấy còn một trưởng làng nữa. Quân lính mạnh như vậy rồi người cầm đầu phải lợi hại tới mức nào đây? Cùng lúc đó Hiraku đi làm đồng qua vừa hay nhìn thấy Florem đang ngồi thu lưu một góc cứ tưởng có em con người đi lạc trong này anh hỏi thăm muốn giúp đỡ ai ngờ lại bị nhỏ cho ăn bơ cả quả bây giờ nhỏ nào có tâm trạng mà để ý tới con người như anh tới khi về làng mới biết con người mình phớt lờ vừa rồi là trưởng làng nơi đây nhỏ sốc ra mặt thế mà nhỏ dám đối xử vô lễ với trưởng làng như vậy thật đúng chán sống hay sao kể từ sau hôm đó cứ nhìn thấy anh nhỏ liền sợ vãi cả linh hồn không dám ho he to tiếng bất cứ lời nào con slim được tia mang về lâu lâu anh không để ý mà hiện nay phát hiện nó đã sinh sôi nảy nở ra những con khác với đủ bảy sắc cầu vồng đặc biệt con đầu đàn còn dám uống hết cả một thùng rượu rồi được bonus thêm quả nhuộm màu thế này đây tự nhiên mất đi một thùng rượu quý mấy cô gái vô cùng cay cú tính mở phiên tòa tuyên án tử cho con sờ lam không biết trời cao đất dày tuy nhiên flaurem cho rằng con này nó làm gì có não trừng phạt rồi cũng méo thay đổi được đâu cứ như vậy kiếp nạn thứ 82 của con sờ lam được tuyên bố trắng án kể từ sau hôm đó bữa tiệc nào nó cũng có mặt góp vui ăn uống nhậu nhẹt tuyệt bô cùng với mọi người tiết trời mùa thu khá dễ chịu nên hiraku làm đồng hăng say tới mức cái bụng réo inh ỏi mới về nhà ăn cơm Thời tiết xe xe lạnh thế này làm nồi lẩu cay cay là ấm lòng tới tận mùa thu sang năm luôn. Lẩu bình thường vốn đã ngon rồi cơ mà có thêm vài loại hải sản nữa thì có mà hết nước chấm. Thấy các cô gái không hiểu khái niệm hải sản là gì anh liền đưa ra ví dụ như tôm hùm hay cua hoàng đế chẳng hạn. Đặc biệt những thứ này chỉ ở biển mới có chứ ở nước ngọt đào đâu ra. Mấy thứ này mà hòa trộn cùng nhau chắc chắn sẽ tạo ra một nồi lẩu 10 điểm miễn chê không có nhưng. Du lập tức kêu Flora lên Google sắc chờ xem nó là thứ gì. Còn tia nhớ ra con cua quỷ mình từng gặp mà thứ ấy theo cô biết vỏ nó cứng lắm ăn bằng cách nào cơ chứ. Vì ở dị giới nhiều năm nên mấy cô gái cứ sơ hở là nghĩ tới mấy con quái vật to trà bà ấy mà. Chỉ có Flaurem biết tới sự tồn tại của một bến cảng phía nam. Nghe nói chợ đầu mối ở đó khá lớn biết đâu tới đó có thể thu mua được hải sản cũng nên. Dì chứ cứ nhắc tới ăn mấy cô nàng này nhiệt tình lắm. Nhanh nhanh ghét go lên đường thu mua hải sản ngay cho nóng. Ba ngày sau gia ti cùng Flaurem mang về một người đàn ông tên Michael với danh xưng ông trùng buôn bán hải sản ở thị trấn Sasato trước tiên theo mong muốn được ăn hải sản của các cô cậu ổng mang tới rất nhiều các loại hải sản khác nhau cho mọi người dùng trước còn cua ghẹ vì nghĩ ăn không ra gì nên ông ấy vứt hết con mợ nó rồi bây giờ cần đánh mẻ mới sau đó đem đi phơi khô mới có hàng thứ hai ổng nêu ra ba mục đích tới đây của mình thứ nhất là cảm ơn vì đã đặt hàng ở chỗ ổng thứ hai ổng muốn hợp tác lâu dài với làng và thứ ba muốn trở thành thương nhân ủy quyền ở đây với mạng lưới phân phối toàn quốc ông ấy khẳng định sẽ có thể tăng giá trị các nông sản ở đây lên cao hơn mức giá hiện tại Nghe đâu thấy đôi bên cùng có lợi đã đành mà hải sản còn được ăn tòe mỏ nên mọi người thành giao ngay, lúc ra về nghe đồn rượu ở đây thơm ngon nước tiếng nên ổng muốn được nếm thử. Cơ mà thóc đâu mà đãi gà rừng Dorem là người đầu tiên không đồng ý dọa ổng hú hồn không dám ho he gì thêm. Đợi Michael rời đi Hiraku đánh giá ổng là một thương nhân khá cao tay, thật may khi anh có các cô gái còn cao tay hơn đứng ra đàm phán với anh. Cơ mà anh đâu biết sự tự tin ấy ổng đang cố tỏ ra là mình ổn thôi chứ bên trong hãi son vó ra quần rồi. Quay lại ba ngày trước nghe thuộc hạ thông báo có mấy vị khách muốn gặp đích danh ổng để trao đổi hàng hóa, mang hàng tới mà không thông báo trước là phạm quy ổng tính từ chối miễn gặp. Thế méo nào vào phút thứ 89 linh tính nhắc nhở ổng nếu từ chối kèo này chắc chắn gặp chuyện chẳng lành, với màn quay xe khét lẹt ổng đích thân ra gặp những người đó. Vừa nhìn thấy người dẫn đầu là con gái bá tước Bizen, ổng chợt nhận ra sự lựa chọn đi ra gặp mặt chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình. Ai còn có cả công chúa bạo lực long tộc gia ti thế này lúc ấy mà ổng từ chối chắc chắn không tránh khỏi cảnh có ngay một slot đi uống canh mạnh bà phở gì. Nhưng mà giao dịch với các nhân vật tầm cỡ mức này xem ra lành ít giữ nhiều rồi. Nhìn thấy mấy giỏ hàng được chuẩn bị sẵn từ trước ông ấy đoán rằng những thứ này chắc hẳn không đáng đổi lấy hải sản của mình cho mà xem. Ai ngờ vừa thấy những hoa quả mới nổi gần đây ông ấy hào hứng ra mặt. Một quả bán được mấy đồng rồi mà nhiều quả thế này, u là trời thần tài tới thần tài tới kèo này ông giàu chắc rồi vậy mà tiền bạc không thấy đâu chỉ thấy hãi hết hồn khiếp vía từ bấy đến giờ đến ký kết giao dịch thôi mà phải đi gặp hết long tộc nhện khổng lồ sói địa ngục thiên thần hủy diệt thiên thần sát thủ vân vân và mây mây cùng nhiều nhân vật nguy hiểm khác nữa khó lắm mới thoát ra khỏi tình thế thập diện mai phục trong khu rừng bây giờ lại phải ở riêng với con rồng thế này các cụ ơi con đến xuống đấy buôn hải sản với các cụ mất thôi ngay sau đó nhờ vào số hải sản trao đổi được mọi người có ngay một nồi lẩu thái ăn đứt các nhà hàng năm sao cứ mỗi lần con nhện dung chung một là có gái tới làng không thì chỉ có rồng ghé thăm lần này cũng không ngoại lệ con rồng trắng không biết từ đâu ghé qua đây không biết nó có phải vừa chơi đá hay không mà ngáo vãi đạn dám ngang nhiên khò lửa xuống cánh rừng còn dám bày ra dáng vẻ khiêu khích dai có giỏi thì bắt ta đi hồ không gầm mày tưởng là hello kitty hay gì mà ngông cuồng vậy con rồng kia lần một cho ngáp phải rồi ăn may thì tránh được nhưng đến lần hai anh còn lâu mới cho mày thoát khác hẳn với vẻ ngủ ngáo báo trồn khi nãy khi hiện nguyên hình con rồng này lại là một cô gái vô cùng xinh xẻo từ đây Dorem đi tới giới thiệu đây là bà chị gái của mình tên Hakuren do rảnh rỗi sinh nông nổi tới đây kiếm chuyện mong anh rộng lượng bỏ quá cho. Mà lý do kiếm chuyện cũng do thằng em Dorem cả thôi ai kêu ông dám bảo chị mình gả ra ti cho trưởng làng rồi. Với thân phận bác gái ế dài hơn 900 năm làm sao bà chịu nổi cú sốc thua một đứa cháu gái vừa mới dậy thì được. Túm cái quần lại Âu cũng đều là người quen cả nhưng mà phá hoại cánh rừng là việc tôi méo chấp nhận được đâu nhé bà cô già. Kết quả ai đó tự làm tự chịu đi thu dọn tàn cuộc xong mới được nhập tiệc cùng mọi người. Quả nhiên là họ hàng đôi chị em này tự nhiên như rồi ăn uống các kiểu như ở nhà đã đành còn muốn chơi mặt trực cùng mọi người cho tình cảm đôi bên đi lên mà chơi không thì nhàm chán lắm có chơi có phạt hay cá cược cái gì tăng tính thú vị thêm đề trong một phút bốc đồng hiraku đề xuất thường trò này cược tiền hoặc sẽ phải lột dần đồ ra đám du ghét thua cuộc với sợ bị lột đồ nên đã té trước ba người không đủ hiraku đành vào tiếp một chân kết quả vì cái đề xuất ngu ngốc mà giờ ổng còn mỗi cái khố che ngã ba ở trên người ca này mà không thắng là cậu chỉ còn nước mất đời trai không ngoài dự liệu ván này cậu cũng thua nốt còn gì nữa đâu mà khóc với sầu mau mau cười nốt ra đi anh dai mấy chị đẹp ở ngoài chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi đó. Tại lâu đài Ma Vương theo như thông tin Florem gửi về chuyện ở làng có thêm con cô rồng Harukan đã tới tai tứ Tà Vương và Ma Vương. Một đội quân như này thừa sức đánh tan ma tộc rồi nên mọi người cần chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến mau, nước tới chân mới nhảy thì không phao nào cứu kịp đâu. Mọi người muốn hỏi Ma Vương xem ý kiến của ông thế nào. Cơ mà các chú cứ bàn bạc đi anh đây đang đau hết cả đầu vì dạo này con gái có thái độ khác quá không biết đang giận dỗi cái gì nữa như này đến lúc mất nước đi mà khóc tiếng mán cùng con gái ông. Kể từ sau khi tới đây Hakurenfo ra khá nhiều tài năng xịn sò con bò nhưng mỗi tội bà tham ăn lười làm nên chả chịu làm cái nước nôi mẹ gì. Vì muốn rèn cho bà cái tính chăm chỉ anh dai liền giao cho bà công việc đào hố lấp đất để giết thời gian, cơ mà chưa đầy một ngày bà cứ than trời trách đất thế này ai mà chịu nổi. Hết cách anh đành giao cho bà làm giáo viên đào tạo các mầm non tương lai của đất nước, nhưng mà chỉ sau một buổi dự giờ anh chợt nhận ra ngay cả việc dạy học bà cũng không uy tín xíu nào. Các cô gái của tộc Lá Mía tới tìm Hiraku vì lãnh địa trong rừng của bọn họ đã bị đám thú cưng của anh tấn công, lần này họ tới đây muốn anh tha cho và đồ cống nạp cũng chuẩn bị cả rồi. Vốn cái này do anh quản chó không nghiêm nên mới khiến họ mất nhà, anh đành mang ra nông sản đổi lấy khoáng sản của họ để phần nào bớt ái náy, mà khoan lần sau các cô tới hãy mặc đồ vào nha chứ thả rông thế này anh khó xử lắm. Ngay sau đó các cô gái thường xuyên lui tới làng trao đổi khoáng sản và giúp làng vận chuyển nông sản, khiến cho làng Taju ngày càng có nhiều các mối giao thương hơn như này sắp tới Hiraku cần phải mở rộng cánh rừng hơn nữa. Tối hôm đó tại lâu đài Ma Vương mấy cô tiểu thư nhà quý tộc cho rằng làng Taiju đang bắt giữ Florem, không thể để nhỏ chịu ủy khuất ở đó bọn họ cầu xin hãy tấn công cứu lấy chị đại Florem về. Việc này lập tức nhận được sự đồng ý của công chúa. Bên này Florem đang bận ghi sổ sách cho làng thì cha của cô tìm tới, nghe nói công chúa chuẩn bị phát động một cuộc tấn công thì Florem khá sốc. Có vẻ như công chúa đã bị đám bạn quý tộc được mệnh danh là ba con ngốc mớm lời nên mới có hành động bốc đồng này. Đặc biệt sau khi nghe tới mục đích của công chúa muốn tấn công làng Taiju thì càng sốc hơn. Này công chúa chán sống rồi hay sao mà cô đã cảnh cáo trong thư cả rồi mà ngôi làng này động tới chỉ có một kết cục đi gặp các cụ thôi. Bizen tỏ ra vô cùng bất lực trước việc này. Do bọn họ không tin vào sức mạnh, Florem thông báo nên mới có cái suy nghĩ ngu ngốc ấy. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Vốn ông ra sức khuyên ngăn rồi mà nhỏ công chúa có chịu nghe méo đâu ma vương hiểu rõ sự việc cơ mà mắc bệnh cùng con gái quá đầu thai cũng không hết nên đành chiều theo ý công chúa nếu bây giờ để flauren ra mặt chắc chắn bị hiểu lầm đang làm phản ma tộc không còn cách nào khác flauren đề nghị cứ thuận nước đẩy thuyền chỉ cần đánh phủ đầu cho bọn họ biết sức mạnh của làng đại thụ chắc chắn sẽ biết sợ mà tự giác lui binh không thể để hai chị đẹp ma cà rồng biết chuyện này nếu không vương quốc sẽ bị xóa sổ mất florem đành nhờ tới sự giúp đỡ của mấy cô làng là mía chỉ với ba chị đẹp thôi hoàn toàn chấp ao trình hết cả dàn binh lính tinh nhuệ của lũ dở hơi sơi cám lợn của mấy nhỏ kia đứng trước đối thủ mạnh như vậy đám đấy tất nhiên tự giác lui binh để giữ mạng còn ba con nhỏ ngu ngốc này cũng chịu đầu hàng florem tuyên bố họ là người quen của mình tình nguyện tới đây là cô hứa sẽ cống hiến hết mình cho đến chết còn bên này là công chúa ma tộc yuri cơ mà vì đang giấu thân phận nên cũng được florem giới thiệu như một người quen cũ nhỏ này hơi đặc thù một tí nên florem kêu hiruka cứ coi nhỏ như người tàn hình là được khó thế mà cũng nghĩ ra được hả florem Florem sau đó dặn bốn đứa ở đây vừa phải làm việc chăm chỉ vừa phải cẩn trọng, nếu để lộ ra thân phận chỉ có nước đờ ai đai đi đầu thai kiếp khác. Lát sau Florem dẫn bốn nhỏ đi tham quan khắp hết ngôi làng không chừa chỗ nào, Yuki khá hứng thú khi lần đầu tiên thấy cỏ mọc trong nước hay cỗ máy chạy bằng hơi nước đầy bắt mắt. Vừa hai lia đang cắt táo nên cũng cho mấy nhỏ nếm thử luôn, mấy con ngu lâu rốt dai khó đào tạo kia dặn đến đứt lưỡi rồi ấy thế mà dám oang oang tuyên bố. Nếu chiếm được ngôi làng này không phải chúng sẽ trở thành phú bà hay sao, cái đậu xanh chúng mày muốn sống thì tém tém cái miệng lại đi không tao gánh còng lưng cũng không cứu nổi đâu dưới thân phận tiểu thư ba con ngố kia không chấp nhận việc phải ở lại nơi cổ lố sĩ khỉ ho cò gái này chúng đành lên kế hoạch bỏ trốn trong đêm cơ mà đám cu do méo cho phép nên phải cắp đít quay lại làng sau vài lần được đám sói địa ngục dạy dỗ cho tới nơi tới trốn bọn này mới chịu ngoan ngoãn hơn florem phát hiện chúng không hợp với lao động chân tay nhưng thật may vẫn có ích trong việc bàn giấy nhờ vậy phòng kế toán đơn côi lẻ bóng mình florem bấy giờ cũng có thêm nhân lực giúp đỡ trong lúc đi cùng nhau Yuri tỏ ra rất hối hận trước sự kém hiểu biết của mình suýt nữa gây ra đại họa cho ngôi làng bình yên này, mà ai gặp đại họa thì phải nói ngược lại mới đúng chứ nhỉ. Tuy nhiên Yuri tiết lộ sau cùng nhỏ làm vậy cũng vì Flaurem mà thôi, là hai đứa bạn thân từ hồi còn quấn tã Yuri rất giận vì Flaurem không nói gì tự nhiên bỏ tới đây, lo sợ bạn ở đây chịu ủy khuất nhỏ mới phát động chiến tranh cứu Flaurem. Quả nhiên bạn thân nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng phải không anh em, còn con bạn thân của tôi nó chỉ nghĩ cách làm sao hành tôi lên bờ xuống dụng mà thôi cũng nhờ các món ngon của lạ ở nơi này ba con báo kia rất nhanh đã bị ngôi làng chinh phục hoàn toàn. Lúc trước sơ hở là muốn tẩu thoát này có cầm que đuổi đuít chúng cũng nhất quyết ở lì nơi này cho xem. Cứ như vậy nhờ sự giúp đỡ của mấy bé thú nhân Yuri đã có trải nghiệm làm đồng vô cùng vui vẻ với mọi người. Dù vậy cuộc vui nào cũng tới lúc tàn đã tới lúc Yuri phải trở về tiếp tục làm một công chúa cao quý. Được Sena chuẩn bị cho cả bánh trái đem về khiến Yuri rất cảm kích, còn ba nhỏ kia miệng thì nói muốn ở lại học hỏi. Cơ mà ai cũng biết chúng nó ở lại chỉ vì mấy món ăn độc lạ bình dương thơm ngon nước mũi ấy mà thôi. Yuri kêu Florem thi thoảng rảnh rỗi nhớ ghé về thăm mình sau đó tạm biệt mọi người rồi ra về. Kể từ sau khi con gái từ làng trở về Ma Vương cảm thấy vô cùng lo lắng vì cô trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Không những thế tần suất cho ông ăn bơ mỗi lúc một nhiều hơn, đặc biệt còn rất quan tâm tới vấn đề ngoại giao và chính trị. Bizen khẳng định công chúa đang dần trưởng thành rồi đó nhưng Ma Vương nghe tới đây sốc vô cùng. Có thể khiến con gái ổng trưởng thành trong thời gian ngắn như vậy chỉ có thể là đàn ông thôi, thằng cơ hó nào dám gieo tương tư vào lòng con gái ông nó chán sống rồi hay sao? Này này nếu ổng cứ như thế càng bị con gái nó ghét thêm thôi đấy, tém tém lại và giữ phong thái của một ma vương nên có chuẩn bị cho cuộc họp thôi ạ. À. Sau khi Yuri đi một thời gian mọi người bắt tay vào việc thu hoạch lương thực trước mùa đông, lương thực năm nay so với các năm khác phải gọi là bội thu luôn ngay cả tầng hầm cũng không chứa nổi nữa rồi. Cao thủ không bằng tranh thủ nhân cơ hội này ra ti đánh tiếng xin chia cho lão cha già Dorem của mình một ít. Hakuren cũng muốn trợ cấp cho họ hàng của mình và lập tức được anh chấp thuận phần còn lại anh kêu gia ti mang tới cho ông michael đổ buôn lại được ông ấy nhờ tiêu diệt con thủy quái đang tắc oai tắc quái dưới biển nhờ vậy gia ti được ổng trả công bằng ít hải sản đem về tối cho vào nồi lẩu. trong lúc đi phân phát lương thực cho họ hàng ở phía bắc hakuren mang về vài elf núi đúng thế khác với các hải elf sống trong rừng nơi cư trú của bọn họ hoàn toàn ở trên vùng núi cao dạo gần đây do cuộc sống khó khăn họ muốn nương nhờ vào làng nhưng nếu haikura thấy phiền họ sẽ rời đi cơ mà anh giai nhà chúng ta có từ chối ai bao giờ đâu bao nhiêu làng anh đều chứa được hết sắp tới anh sẽ xây thêm căn nhà khác cho các cô gái mới nhập cư này. Mấy cô elf khá tự tin trong việc săn bắn liền xung phong vào rừng tìm đồ ăn. Dù vậy trước những con quái vật động lạ bình dương của khu rừng này các cái bẫy của họ hoàn toàn không có hiệu quả. Hiraku rảnh rỗi liền muốn chế tạo ít đồ gốm nhưng vì không có đất sét nên mãi không thể thành công. Một lần nữa cô elf núi lại xung phong việc tìm kiếm đất sét và chế tạo đồ gốm cứ để cô ấy lo. Lần này mấy nhỏ không làm anh dai nhà ta thất vọng vì đám đất sét mang về giúp anh thành công chế tác ra các chiếc bình vô cùng hoàn hảo. Cứ như vậy mọi người tiếp tục chuẩn bị cho việc chế tác cốc đĩa cũng như vật dụng hàng ngày. Hôm nay mấy cô gái phát hiện ra có mấy cái hang bí mật ở vùng núi phía Bắc. Họ xin anh cho lập một đội trinh sát đi tìm hiểu xem cái hang đó có nguy hiểm hay không. Trước khi đi anh không quên dặn các cô gái hãy cẩn thận và còn chu đáo cho người thần lằn cùng mấy con chó đi theo giúp đỡ. Trong lúc đó nhà tắm nam đã được hoàn thành, ngâm mình thoải mái như này mới là cảm giác sung sướng mà anh giai nhà ta mong chờ bấy lâu. Cơ mà anh đâu biết ở ngoài có ba con báo đang rình rập với ý định muốn làm vợ bé của anh, Tuy nhiên toàn bộ đều bị Florem phát hiện dần mặt cho lần sau không dám bén mảng tới lần hai. Không lâu sau đoàn trinh sát trở về mang theo thông tin cần phải tấn công cái hang bí mật ngay lập tức vì họ phát hiện ra trong đó có con rắn khát máu đang trú ngụ. Tương truyền thịt rắn khát máu vô cùng quý hiếm đặc biệt rất có ích cho chuyện vợ chồng chân gối sinh con đẻ cái. Bảo sao mấy bà tộc Elf lại muốn thảo phạt tới như vậy? Chẳng mấy chốc mùa đông thứ ba đã tới, mới chớm đông mà anh nghe nói Du đã phát ốm và đang nằm nghỉ trong giường. Anh vô cùng lo lắng cho cô vợ của mình lập tức ghé thăm cô xem sao thấy du khẳng định mình chỉ chóng mặt buồn nôn nhẹ thôi chắc không có vấn đề gì đâu này nay chóng mặt buồn nôn là tôi nghi rồi nha rena thắc mắc chị có thèm đồ chua không nhắc tới mới nhớ đúng là dạo này cô thèm chua thật combo chóng mặt buồn nôn thèm đồ chua là anh em biết là gì rồi nhé còn bố của em bé trong bụng chị đẹp làm gì còn của ai khác ngoài anh mên đẹp trai nhất làng của chúng ta sau khi tin tức du mang thai con của trưởng làng được tiết lộ liền tạo ra một cơn chấn động dữ dội khắp cả làng từ trong ra ngoài tuy nhiên rất nhanh chóng mọi người đã có thể làm quen với chuyện đó và trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày Du ở trong nhà dưỡng thai trong sự quan tâm đặc biệt của Hiraku, cứ nhìn thấy vợ sơ hở là anh lại hỏi vợ có ổn không hay có thấy không khỏe chỗ nào không. Do dân số hiện nay ngày một tăng cao nên bữa ăn sáng của mọi người phải chia thành ba đợt, đợt thứ nhất dành cho Hiraku cùng Tia và Flora. Với cái chấp niệm với món miso nửa năm chưa hoàn thành nhìn cái vẻ mặt của nhỏ là biết ngay cô đã thức thâu đêm xuyên sáng suốt mấy ngày liền rồi. Đợt ăn sáng thứ hai gồm các cô hầu gái đợt thứ ba dành cho những người dậy muộn hoặc không muốn ăn. Riêng bà cô Haruken 10 sáng thì chín bữa ngủ méo kịp giờ ăn sáng giống hệt tôi anh em ạ. À. Mấy cô thiên thần chạy tới thông báo hôm qua có mấy con thỏ không biết lượng sức vẫn tới tấn công làng kết quả làm mồi hết cho đám cu do. Nhắc tới bộ ba thiên thần sát thủ trong mấy nhỏ bề ngoài nghiêm túc thế thôi chứ cuộc sống sinh hoạt ngày lười không kém gì bà Harukan Các bữa ăn phụ thuộc hoàn toàn vào mấy cô hầu gái. Việc giặt giữ nhờ mấy anh dai người thần lần cũng may việc trông coi canh giữ ngôi làng ba nhỏ lại làm rất tốt không có gì phải chê trách sau bữa ăn Hiraku bắt đầu với công việc làm nông như mọi khi bình thường anh không thấy con sâu bọ nào nhưng mà mấy con đen đen này tự nhiên cứ xuất hiện đông nghịt trên cả lá cây không cần thuốc sâu phức tạp như mọi khi chỉ cần tưới nước bằng công cụ vạn năng liền dễ dàng rửa trôi tất cả vì có mọi người giúp đỡ việc nhà nên Hiraku đã mở rộng quy mô cánh rừng mỗi lúc một to hơn để tiết kiệm thời gian bữa trưa anh sẽ ăn cùng mấy cô nàng đi làm cùng mình luôn Hồi mới tới đây mấy chị đẹp nghe thấy khái niệm bữa trưa còn không hiểu cái mô tê gì. Thậm chí có mấy cô nàng còn sợ ăn nhiều hết mất lương thực thì sao, còn bây giờ không ăn bữa trưa là mấy cô nàng không có sức làm đến tối đâu nha. Ăn xong tiếp tục vào công việc còn giang dở, mọi khi chỉ chăm chú trồng nông sản Hiraku quên mất những vườn hoa đủ sắc màu sẽ giúp cho ngôi làng trông rực rỡ hơn rất nhiều. Ngoài ra theo yêu cầu của mọi người anh sáng chế ra các vật dụng khác nhau như ghế bàn phục vụ theo nhu cầu của mỗi người. Mấy người trong làng kêu anh không được lơ là cảnh giác nên bắt anh phải cùng mọi người mỗi ngày dành ra 1,2 tiếng tập trận. Nhưng mà nói thật mấy bà lo ăn nhiều mà không luyện tập sẽ phát phì nên mới bày ra trò luyện tập này đó. Thôi thì bày ra rồi anh ra nhà ta cũng tập luyện thử một chút xem sao. Mà thế méo nào làm đồng suốt ngày không vấn đề gì vậy mà mới tập kiếm có tí xíu anh đã mệt muốn xỉu cắp xỉu đau luôn. Mà có cây thương đỉnh cao làm từ nông cụ vạn năng ao trình mọi đối thủ này rồi anh nghĩ cũng không cần năng cao kiếm pháp làm gì cho mệt. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi khi về đến nhà mấy cô hầu gái cơm bưng nước rót sắp sẵn hết ra đấy cả rồi. Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị với anh lắm nhưng với ánh mắt hình viên đạn của mấy cô hầu gái đang nhìn thanh niên đành nhắm mắt nhắm mũi mà ăn cho bằng sạch. Flore mang thư của Yuri gửi tới cho trưởng làng. Trong thư cô ấy ngoài xin thêm táo về ăn còn muốn có một bộ đồ mới do đích thân Jabuto may giúp. Ăn xong Hiraku đi ngâm nước nóng cho thư thái sau cả ngày mệt mỏi. Với anh việc xây bồn tắm nam này quả là một sự lựa chọn sáng suốt nhất tắm chung với mấy nhỏ kia toàn mất công ngại ngùng chứ làm gì được thư giãn như thế này tiếp theo việc đi ngủ vốn là việc thoải mái nhất nhưng không bây giờ mới là thời gian anh căng thẳng nhất lo sợ anh dai nhà ta bị hấp diêm hay gì mà mấy bà này luôn canh giữa dưới hầm 24 trên 25. mặc dù nhiều lúc hơi bất tiện nhưng biết mọi người lo lắng cho mình nên anh đành nhắm mắt làm ngơ cho mấy nhỏ muốn làm gì thì làm trong làng tộc người lùn luôn miệt mài làm ra những thứ rượu thượng hạng nhất hiraku cứ nghĩ ngày ngày tiếp xúc với men rượu chắc hẳn họ cũng phải là những con sâu rượu nhưng làm ra làm mà uống ra uống những sẽ không bao giờ uống say, bởi nếu họ say sẽ không thể tạo ra những loại rượu thượng hạng đúng vị mà tổ tiên để lại. Thái độ nghiêm túc của một người nấu rượu trong lúc làm việc khiến Hiraku phải cam bại hạ phong. Đột nhiên mọi người phát hiện trong sân làng xuất hiện một nhân vật kỳ lạ, nhìn cái tư thế ảo ma Canada này đi mọi người đều không biết ổng đang tính làm trò con bò gì. Đặc biệt ngay cả đám bộ ba sát thủ hay nhện quỷ đều có phần e dè đối với ổng. Tế ra nhân tố bí ẩn là thủy tổ của tộc ma cà rồng, nghe nói dù đang mang thai nên ổng ghé qua thăm cháu gái với chất có khỏe mạnh hay không thấy có cả Flora ở đây chăm chị ông cũng bớt lo hơn nhiều. Nhìn thủy tổ trẻ thế này thôi nhưng mà tính ra năm nay hơn 4.000 tuổi rồi đấy. Mẹo để trẻ mãi không già đôi khi tộc ma cả rộng phải xóa với ký ức không quan trọng để đủ gigabyte chứa những chuyện quan trọng khác. Vốn thanh niên tính âm thầm đến rồi âm thầm rời đi, tuy nhiên vừa hay cái tượng thượng đế y như thật đập vào mắt vô thức ổng quỳ mãi ở đó luôn. Té ra bây giờ mọi người mới biết tư thế kỳ dị khi ấy thì ra ổng đang lại tượng Phật anh em ạ. À. Hiraku thắc mắc ông từng gặp thượng đế rồi ư đúng rồi lúc mới sinh ra thanh niên may mắn được diện kiến thượng đế một lần cơ mà do phải xóa ký ức nên ổng hình dung mãi vẫn không ra rõ được hình dạng của thủy tổ nay nhìn thấy bức tượng kia quả nhiên liền bị thu hút ngay lập tức tuy nhiên bức tượng ấy là tượng thờ của làng nên anh dai không thể tặng cho ổng được dù vậy hiếm khi có dịp ghi điểm trong mắt ông vợ nên hiraku quyết định tặng ngay một bức tượng mới tinh tặng cho thủy tổ đến chơi còn được quà mang về thủy tổ cười tươi hơn với được vàng ổng có ý muốn trả công hiraku tuy nhiên thế khác gì mua thần bán phật chuyện tâm linh không đùa được đâu nên anh xin được biếu tượng ông vợ mà không cần bất kỳ đồng chi phí nào hết trước khi đi thanh niên không quên chúc du mẹ tròn con vuông flora luôn luôn khỏe mạnh sau đó ông cảm ơn thằng cháu rể quý báu về món quà rồi vác tượng vui vẻ nhảy chân sáo rời đi du tiết lộ nhìn thủy tổ cà lơ phất phơ thế thôi chứ không phải dạng vừa đâu mấy cái giáo đường tiếng tăm lừng lẫy đều thuộc sự quản giáo của ông hết đó mấy vị trưởng giáo được mọi người tôn vinh thực ra cũng chỉ là những học trò năm xưa được thủy tổ tin tưởng đào tạo bên này thủy tổ mang bức tượng thượng đế về giáo đường kêu mấy người ở đó mau tìm chỗ xịn sò nhất để đặt nhìn vẻ tôn nghiêm toát ra từ bức tượng các trưởng giáo liền hết lời khen ngợi này người tạo ra bức tượng phải xứng danh nghệ nhân điêu khắc rất tiếc không phải cậu ấy chỉ là một người rất đỗi bình thường không thể dùng tiền báo đáp thủy tổ truyền lệnh tới các chi phải đời đời tôn vinh nhớ ơn trưởng làng đại thụ người đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời này chưa hết ông còn gửi tới một chiếc đàn piano vô cùng quý giá sau khi suy xét kỹ lưỡng anh quyết định đặt nó trong chính diện phòng khách bộ ba con ngáo rất muốn đánh thử đàn nhưng với cái gan nhát như thỏ đế chúng sợ làm hỏng thì chết toi nghe theo nguyện vọng muốn tạo đàn của mấy nhỏ mà phải là cây đàn khác cây đàn trong phòng hiraku đành nhờ michael mua giúp một cây khác hai cây đàn đặt cạnh nhau mới thấy cây đàn của thủy tổ cao quý hơn hẳn mọi người đều rất hưởng ứng bộ môn piano mới đưa tới người biết nhiều dạy người biết ít người biết ít dạy người chưa biết gì người người ai nấy đều rất hăng say tập luyện cơ mà tập vào giữa đêm thế này không tính cho anh ra nhà ta ngủ hả mấy con báo kia Mùa đông qua những tia nắng ấm áp chiếu vào nông sản khiến chúng trở nên tươi tốt hơn rất nhiều. Mọi người vẫn cùng anh chăm chỉ đi thu hoạch làm vườn như mọi khi, chăm hay không bằng tay quen làm lâu dần Hiraku càng lúc càng tích thêm được nhiều kinh nghiệm làm nông. Hôm nay đích thân Du mang đồ ăn chưa tới cho mọi người, thấy chồng vất vả như vậy cô không quên nhắc anh làm gì thì làm cần phải nghỉ ngơi đúng giờ. Ừ do anh cứ thấy việc là ham mà giờ vợ nhắc nhở rồi yên tâm đi anh sẽ chú ý. Hiraku không quên hỏi vợ đi lại thế này liệu có ổn không, chồng đừng lo người ta còn khuyến khích bà trở đi lại cho dễ đẻ mà. Hiraku nhìn cái bụng càng lúc càng to của vợ anh thật muốn biết cảm giác có một đứa trẻ trong bụng là như thế nào. Tối về mọi người cũng túm năm tụ ba vào tò mò hỏi Du bụng có nặng không, cũng không nặng lắm cỡ hai cái bắp cải thôi. Đặc biệt Du cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã hỗ trợ hết mình trong thời gian qua. Có một điều hiện tại hơi bức rứt trong lòng Du. Với một con ma men như cô nhìn mọi người uống rượu mỗi ngày cô thèm vô cùng mà không được uống. Để cho công bằng hôm sau mọi người đề xuất hãy cùng Du kiêng rượu, cơ mà rượu với mọi người giống hệt ma tóe mà cai ma tóe nào có dễ dàng như ăn bánh ăn kẹo hiraku cho rằng rượu làm ra không dễ bán hết đi thì rất phí với các loại rượu càng để lâu càng ngon bây giờ không cần kiêng hẳn mọi người chỉ cần chờ đợi đến khi du đẻ trong thời gian ấy vừa hay cũng giúp rượu ngon hơn đến khi ấy mở tiệc ăn mừng là có ngay các thùng rượu thượng hạng gấp n, n lần mấy người lùn thấy dạo này rượu mình làm ra ế chồng vó liền buôn dầu hỏi hiraku bọn họ làm gì sai với mọi người hay sao mà trước giờ mọi người uống rượu như uống nước nã thế mà bây giờ không ai thèm đụng tới một giọt cuối cùng phải đợi anh nói mọi sự tình câu chuyện hiểu lầm được giải quyết mấy ông người lùn mới có thể thở phào nhẹ nhõm hú hồn cái xác còn nguyên cứ tưởng sắp bị làng cho khăn gói quả mướp chim cút xôi xéo rồi chứ thời gian mỗi lúc một trôi nhanh hơn con nhện đã bắt tay vào đan những chiếc quần áo sơ sinh rất cute phô mai que cho em bé sắp chào đời mọi người bên này cũng không kém phần nhộn nhịp ai ai cũng đi tìm kiếm các loại hoa may mắn mang tới cho du hiraku ngày ngày vẫn vào xem xét tình hình của vợ đều đặn bộ ba sát thủ mang tới cho du một bông hoa còn sót lại duy nhất trên dãy núi tuyết nó có công dụng làm mát rất tốt, cô elf núi cũng mang loại thảo dược quý tới cho Du nhanh chóng bình phục sức khỏe. Gia Ti vừa xin được ông Bô Viên Ngọc Quý có công dụng phục hồi ma lực liền mang tới ngay. Về phía mấy cô hầu gái còn tự tạo ra mấy món pudding thơm ngon cho Du thưởng thức trước khi lâm bồn. Hôm nay khi đang ngắm ánh hoàng hôn trong yên bình bụng Du có dấu hiệu lạ, nghi ngờ sắp sinh rồi mọi người tấp nập chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho công tác đỡ đẻ. Nhìn cảnh tượng đi qua đi lại tất bật Hiraku hồi hộp quá mức đành đi xuống gốc cây quen thuộc ngồi đợi. Giống như lần đó đám cu do hạ sinh Hiruka không biết làm gì chỉ có thể ngồi đợi ở đó cầu mong thượng đế phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Tức đêm mới biết đêm dài một đêm dài đằng đẵng qua đi, lúc Hiraku đi vào mọi người đều chúc mừng anh vì Du đã hạ sinh an toàn. Hiraku tiến gần đến chỗ vợ, cô hỏi anh có muốn bế thử không? Tất nhiên là có rồi Hiraku đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy đứa trẻ. Nhìn đứa con mình cùng Du sinh ra hạnh phúc trong anh như vỡ òa. Lần đầu tiên làm bố có hơi bỡ ngỡ nhưng mà không sao anh nhất định cố gắng trở thành người bố tốt nhất trong lòng con mình kiếp trước anh từng nếm trải mùi vị của bệnh tật nên chỉ mong kiếp này con bình an khỏe mạnh lớn lên du nắm lấy tay anh cô sẽ cùng anh nuôi dạy đứa con của hai người thật khỏe mạnh tới khi trưởng thành một tuần trôi qua hiraku trở lại với công việc đồng ruộng hàng ngày du vẫn ở cữ và theo ý của cô con trai sẽ tên Anfet. vốn bé thuộc bán ma cà rồng nhưng hiện nay trong không khác gì con người với độ cute phô mai que hết cỡ ai ai cũng đều yêu quý hết mực tiểu thiếu chủ đầu tiên của làng hiraku nhớ lại từ ngày đầu tiên tới đây chỉ có anh với cái tròi đơn sơ bây giờ làng ngày một đông vui nhờ có mọi người anh đã lên tới chức trưởng làng bây giờ lên hẳn chức bố rồi hiraku thầm nghĩ mình cũng cần làm gì đó báo đáp cho mọi người hôm nay anh mang tới giới thiệu cho mọi người đồng xu hiraku sẽ phát cho những người đã có đóng góp to lớn cho làng bấy lâu nó có công dụng cho đổi hàng hóa hoặc nhiều và người khác hay nói cho dễ hiểu đây chính là money thứ mà người người nhà nhà đều muốn có thật nhiều vì từ trước tới nay hàng hóa đều thông qua anh rồi anh chia lại cho mọi người nhưng hiện tại quân số càng lúc càng tăng không thể kiểm soát hết nên hiraku muốn để mọi người tự do giao dịch đồng thời cũng dùng tiền làm quy chuẩn trao đổi vì mỗi người đều có một giá trị quan khác nhau. Cơ mà hiện tại dùng tiền ngay chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn nên mọi người cần tiến hành thử nghiệm giao dịch trong nội bộ trước. Đầu tiên mọi người được phát mỗi người 3 đồng xu, đám Jabuto và Kuru đông quá nên mỗi đoàn được phát cho 30 đồng. Tuy nhiên một mình Hiraku đẽo đồng xu có vẻ khá cực đó. Rất nhanh đã có người mang tiền tới đổi lấy rượu, có người đổi lấy đồ gia dụng cá nhân, người mang đi đổi lấy quà và vũ khí từ chỗ Doram, hoặc cũng có người không lỡ tiêu dùng làm đồ trang trí. Hiraku phát hiện các đồ chơi và đồ gia dụng rất được ưa chuộng mà một mình anh tác nghiệp thành ra không kịp lại còn mệt thở không ra hơi. Tuy nhiên không phải thứ gì cũng có thể quy chuẩn bằng tiền, ví dụ như thằng nhóc này nó đang muốn dùng tiền đổi lấy một em bé. Rồi chú em đang đánh đố trưởng làng hay sao khó thế mà cũng nghĩ ra được quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Sau cùng cái ca trao đổi khó nhằn này liền đổi sang thành trưởng làng phải làm cu một ngày phục vụ cho mấy đứa nhóc. Cuối cùng ngày tổ chức tiệc hạ sinh đã tới, mọi người ai nấy cũng rất vui mừng hào hứng cho bữa tiệc mở tiệc là không thể thiếu rượu vừa hay hiểu ý của cái làng này nhất nên đám người lùn chuẩn bị sẵn một thùng rượu thượng hạng rồi đây mau mau mời ông bà chủ cùng nhau khui rượu để con dân cùng nhau thưởng thức vì đang trong thời kỳ nuôi con thơ và muốn tốt cho con trai nên du vẫn không thể uống rượu nên không biết mùi vị ra sao tuy nhiên nhìn dáng vẻ say quên lối về của mấy cô nương kia là đủ hiểu mùi vị của nó tuyệt cà là vời như thế nào rồi nếu như vậy người lùn đề nghị hãy chia nhỏ thùng rượu đem đi ủ tới khi ăn phép đủ tuổi chén chú chén anh mọi người sẽ lại lấy ra cùng nhau uống cho đã đời tin tức tiểu thiếu chủ của làng Taiju du ra đời rất nhanh đã lan truyền tới các đối tác giao dịch thân thiết ngay cả tứ tà vương cũng nhận ra có vẻ sự hiểu lầm làng tai du có ác ý với họ là vô cùng sai lầm bây giờ quay xe khét lẹt bọn họ đều muốn kết thân với làng hơn nữa cơ mà ổng ma vương cùng con gái lắm nên méo đồng ý đâu nhỡ trưởng làng cũng luôn con gái của ổng thì chết toi đúng là cái đồ cuồng con gái đầu thai cũng không hết thời gian cứ thế dần trôi làng Taiju du ngày càng phát triển mạnh mẽ hiện nay vẫn còn rất nhiều người muốn di cư tới đây theo ước tính của mọi người đợt di cư lần này lên tới tận 3 chữ số lận. Vì số lượng quá đông nên mọi người đều tán thành sẽ xây thêm một ngôi làng Taiju thứ hai chuyên chào đón những người di cư gia nhập. Tới đây cũng tới hồi kết của bộ anime nhẹ nhàng thư giãn không chút drama này rồi. Anh em xem tới đây thấy hay đừng quên like video và để lại nhận xét ở phía bình luận nhé. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhé. Bye bye!